triệu quốc phong đứng đằng sau lưng cổ huyền chân thì thầm to nhỏ sư thúc vị này là la hàng la đường chủ của huyền võ điện cố huyền chân ngồi nghiêm nghị cất tiếng nói bổn tọa không hề có ý làm đồng môn bị thương chỉ là không ngờ người đứng đầu của bốn điện được xưng là giá trị võ lực cao nhất các đệ tử của huyền võ điện chẳng qua chỉ là thứ có tiếng mà không có miếng không tin thì ngươi có thể hỏi sau một chiêu người của chúng ta có tiếp tục ra tay hay không đám đệ tử của tên la hằng bắt đầu nổi nóng quát lớn đáng ghét đây là đang nói người của huyền võ điện chúng ta một chiêu là ngã rồi sao la Hằng mặt mũi tối sầm lại hàm hàm nhìn cổ huyền chân cổ huyền chân nghiêm túc nói tiếp mặc dù là nói như vậy đúng triệu quốc phong còn không nhanh xin lỗi người ta triệu quốc phong làm theo lời của cổ huyền trần bước lên phía trước cất tiếng nói triệu quốc phong ở đây xin lỗi các ngươi trước đây ta thật sự không biết các ngươi lại yếu như vậy bọn đệ tử đứng sau la Hằng lại bắt đầu to mồm lớn tiếng ngạo mạn đường chủ đừng khách khí với bọn họ chúng ta đánh lại thôi các ngươi đánh người còn sỉ nhục người khác đúng là bắt nạt người quá đáng gương mặt tên la Hằng trở nên lạnh lùng ánh mắt chứa đầy sự nhan hiểm hắn gần giọng nói nếu như đệ tử đã đọ sức vậy hai trưởng bối chúng ta cũng cọ sát một chút mượn chuyện này để chứng minh một chút hai điện chúng ta ai mạnh hơn nghe xong cổ huyền trần chỉ biết vuốt mặt thở dài thế rồi cổ huyền trần cũng la hàng ra sân lớn để bắt đầu màn giao lưu võ thuật cổ huyền trần lịch sự hỏi bề khách la hàng ngươi muốn đấu cái gì tên la hàng giơ tay lên trước ngực mỉm cười tỏ vẻ khiêm tốn nói ta cũng biết ở phương diện võ đạo ta nhất định sẽ không bằng sự huynh huyền võ điện có sở trường trận đạo sư huynh có dám tỉ thí một trận với ta không triệu quốc phong nghe vậy thấy hơi lo lắng cho cổ huyền trần liền nói lớn sư thúc không được la sư thúc là người đứng đầu trận đạo của bách chiến trường chúng ta đấy cổ huyền trần gương mặt tỏ vẻ thích thú đáp trần đạo ư la sư đệ thật sự có hứng thú thế thì tỉ thí thôi la hàng đáp lời vậy chúng ta dùng cách tỉ thí trận bàn cho công bằng nhất mỗi người dùng một trận bàn chống không ở trên đó tự khắc lên trận pháp sau đó nhất đối phương lại cuối cùng ai ra khỏi trận pháp của đối phương trước thì xem như là chiến thắng thế nào cố huyền trần vẻ mặt niềm nở nói không thành vấn đề rồi trong lòng anh thầm nghĩ vừa hay thử xem thứ thuật trận đạo của thánh vực và đại lục thanh vân có gì khác nhau la hằng vội biến ra trận bàn trên tay khắp người hắn tỏa ra một luồng linh lực màu xanh lá hắn tỏ vẻ đắc ý cất tiếng nói cốc sư huynh đưa trận bàn ra đi cô huyền trần vẻ mặt bình tĩnh đáp lời quốc phong đã từng chuẩn bị trận bàn sao bổn tọa đã bế quan nhiều năm rồi chưa bao giờ đem theo đột nhiên triệu quốc phong rút từ trong người ra chiếc trận bàn hắn giã đầu gãi tay vẻ mặt hoang mang nói có thì có chỉ là thiên võ điện từ trước đến nay không được phân bảo bối tốt gì chúng ta dùng trận bàn đều rất bình thường. cổ huyên trần lạnh lùng đáp, không sao. thế rồi anh dùng ma thuật của mình cuốn lấy chiếc địa bàn lên tay. trần hàn phong đứng khoanh hai tay nhìn, tỏ vẻ coi thường nói, trước tiên chưa nói đến đường chủ của chúng ta, một trăm năm chưa từng gặp đối thủ trận bàn trong tay của ông ta, cho dù không thị triển trận pháp, cũng là pháp khí linh lực vô biên. một tên tóc tím vẻ mặt lo lắng đến gần trần hàn phong hỏi nhỏ, sư huynh, theo như huynh nói là đường chủ có lẽ sớm đã trở thành nhân vật lớn nổi tiếng ở thành vực rồi, sao có thể chứ? trần hàn phong vẻ mặt lạnh lùng đáp sao lại có thể làm phó đường chủ trong một nơi nhỏ bé như bách chiến đường được vậy người có việc không biết là đường chủ mặc dù trận pháp xuất sắc nhưng mà tính cách lại không phải là người hiếu chiến hay gây hấn hả đánh nhau không đi tỷ thí của chúng ta đã lấy được vị trí đầu của bốn điện vật tư thắng được đủ chúng ta ăn ngon mặc sướng 100 năm rồi ta không muốn nhúng vào mớ nước đục này đâu cổ huyên trần cầm chiếc địa bàn trên tay hiên ngang nói có thể khiến hắn nghiêm túc chỉ có thể cản trở ảnh hưởng đến niềm vui của hắn trần hàn phong châm lửa xoay người ném thuốc phá lên cao trên bầu trời hiện lên một tràng pháo hoa đỏ thắng rực rỡ giữa ban ngày tên trần hàn phong làm như vậy là muốn thu hút sự chú ý của mọi người đến xem triệu quốc phong nhíu mày quát lớn trần sư đệ không cần phải quá đáng như vậy chứ trần hàn phong liếc mắt nhìn triệu quốc phong rồi nhếch mép nói ta quá đáng sao nếu như các người đã tự tin như vậy thế sao phải sợ mà người của toàn tông cùng đến xem hắn thầm nghĩ trong lòng chỉ có làm lớn chuyện la đường chủ mới dốc hết sức y như rằng đoàn người rầm rầm kéo đến hai thanh niên ăn mặc đoan trang gương mặt thanh tú người mặc áo đỏ là đông phương hải đường chủ của hồng võ đường người áo xanh là lưu bân đường chủ của địa võ đường đứng đơ người ra không hiểu gì cả đông phương hải cất tiếng hỏi xảy ra chuyện gì vậy thế rồi bọn họ cũng theo đoàn người đi đến chỗ huyền võ điện trần hàn phong chắp tay kính cẩn cho hỏi đông phương hải và lưu bân hắn niềm mở nói hai vị sư thúc đến rất đúng lúc đường chủ nhà ta và cốc sư thúc đã bế quan ra ngoài rồi muốn tỉ thí trận pháp cùng nhau làm chứng đi đông phương hải và lưu bân cùng ngồi vào trước nhà uống trà thành thơi làm ban giám khảo đông phương hải vẻ mặt đầy nghi ngờ nói cốc sư thúc ư chính là tiền bối nghìn năm trước chưa xuất quan trong truyền thuyết ư hắn xuất quan rồi sao lưu bân đáp lời vừa hay xem thử thực lực của hắn la hàng đầy tự tin cất lời được rồi chúng ta nhanh bắt đầu đi mọi người đứng xem ngày càng đông một người trọng tài cất tiếng nói lớn Tỷ thí trận pháp bấy giờ bắt đầu la hàng cùng cổ huyền chân vận công khí khắp cơ thể làm xoay chuyển chiếc địa bàn trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng quyết đoán chiếc địa bàn của tên la hàng phát ra ánh sáng màu vàng sáng chói còn địa bàn của cố huyền trần phát ra ánh sáng màu xanh ma mị huyền bí một tiếng nổ lớn đùng đoàng vang lên như bom nổ trận đất đá bay tứ tung gió thổi cuồn cuộn ánh mắt của cố huyền trần trở nên vô hồn dường như anh đang lo sợ điều gì đó cổ huyên trần bay lơ lửng người trong đám lửa đang cháy bập bùng anh đưa hai bàn tay lên nhìn rồi cảm thán trận pháp mạnh thật lại có thể đồng thời công kích linh hồn và nhục thân đây chính là thuật trận pháp của thánh vực sao trận pháp này e rằng có thể đã trực tiếp giết chết tất cả những người dưới đế cạnh của đại lục thanh vân cho dù là người của đế cảnh hậu kỳ phá trận cũng khó mà chịu được đến khi tìm được trận nhãn bổn tọa đã lâu rồi vẫn chưa nghiêm túc như vậy nói rồi anh rút kiếm ra ánh lửa phản chiếu vào thanh gương trông thật chói mát cổ Huyên trần bay người lên phía trước gương mặt lạnh lùng nói tiếp thánh vực này đúng là thú vị thật ánh mắt anh trở nên sắc lẹm chứa đầy ẩn ý một mình anh thỏa thích tung hoành trong không gian bao la lửa cháy đột nhiên chiếc địa bàn trước ngực cổ huyền trần phát sáng anh rút ra từ trong người một thanh đao lớn hơn nó mau một màu xanh ngọc quý phái rồi lượn vào đường cơ bản khắp người anh tỏa ra luồng linh khí màu xanh trang phục trên người cổ huyền trần đã thay đổi anh khoác trên mình một bộ đồ trông thật uy phong hiên ngang rồi lạnh lùng nói xem ra phải triệt để ngăn cách ăn mòn trận pháp luồng hỏa tức ngày càng phát ra dữ dội cổ huyền trần đứng trầm ngâm suy nghĩ anh nhíu mày nói lớn ngọn lửa này đã hòa vào sức mạnh quy luật của la hằng mở linh trí rồi sao từ trong ngọn lửa xuất hiện hình ảnh một con hỏa long nó nhe răng nanh dơ móng vuốt gào thét ghê gớm cổ huyên trần cũng phải công nhận một điều có chút khó đối phó đây đột nhiên có một viên thạch đá mọc sừng sững lên đám đệ tử hốt hoảng hò hét nhau các ngươi nhìn kìa đá cảnh thị của cố sư thúc sáng lên rồi kìa triệu quốc phong mồ hôi thấm đẫm trên má vẻ mặt căng thẳng gấp gáp nói không hay độ khó của trận pháp lại tăng lên rồi nếu như trong nửa nên hương cốc sư thúc còn không phá trận rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng trên khán đài chỉ còn là hai chùm sáng bập bùng xanh đỏ đám trần hàn phong cũng đứng há hốc miệng ra nhìn viên thạch đá màu xanh hắn thầm nghĩ trong lòng đá cảnh thị của la đình chủ cho đến bây giờ vẫn chưa thay đổi xem ra trận tỉ thí này không còn ý nghĩa nữa rồi bất chợt viên thạch đá màu xanh phía la hằng bị nổ tung ra những mảnh vỡ bắn tung tóe vào đám đệ tử khiến bọn chúng bay người ra xa hàng km trần hàn phong hốt hoảng nói lớn đây là đã cảnh thị của la đường chủ không có sáng lên mà là trực tiếp nổ tung ra la hằng ở trong đó lúc này cũng vô cùng hoang mang hắn nói lớn đây rốt cuộc là sao hắn bước lên một đống trồng chất rồi giang tay nói lại lần nữa mặt la hằng mốt át mồ hôi ngước mắt lên cao nhìn quay trở lại phía bên nam chính của chúng ta con hỏa long có sức mạnh vô cùng khủng khiếp đáng gờm nó khiến cổ huyền trần phải chật vật loay hoay tốn sức lực nãy giờ cổ huyền trần bám chặt tay vào cái đuôi đang ngoe nguẩy của nó thế rồi anh vung bảo đao cho nó một trưởng vào giữa đuôi nó la hết gầm rú đau đớn tột độ cái đuôi của hỏa long bị cổ huyền trần chặt ra thành nhiều khúc con hỏa long há miệng nhe răng anh phun lửa cháy dữ dội cổ huyền trần nhảy bổng người lên để tránh ngọn lửa đang phun trào từ miệng nó anh cười nhếch mép nói vô tri đúng là một loại hạnh phúc cổ huyền trần tiếp tục dùng đao tung ra vài kích kèm theo luồng thủy tức màu xanh sáng chói một lần nữa anh lại cắt đuôi người nó ra hai tay cầm hai đao đứng hiên ngang trên người hỏa long trong thật oai phong lẫm liệt hỏa long phẫn nộ vô cùng dựng hết râu ria vẩy sừng lên gầm rú hò hét thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc nó bèn ba chân bốn cẳng tháo chạy đột nhiên có một thứ dịch gì đó bám chặt vào sau lưng cổ huyền trần anh quay đầu nhìn về phía lưng rồi tự hỏi đây là gì đột nhiên con hỏa long xuất hiện từ đằng sau há lớn miệng phun ra một tràng lửa Cổ huyền trần vẻ nhíu mày vẻ mặt đầy quyết tâm cầm đao phi thẳng về phía nó luồng thủy tức màu xanh trắng bao trùm toàn bộ cơ thể con hỏa long khiến nó bị tê cứng cổ huyền trần dạch một đường thẳng cơ bản lên lưng của hỏa long phần da chỗ đó của nó bị khô cứng lại chóc hết vảy ra anh giơ lòng bàn tay lên nhìn rồi thầm nghĩ trong lòng vừa nãy luồng khí đen trên người của bổn tọa hiện ra là cái gì cổ huyền trần nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ sức mạnh này và lực pháp tắc này cho người cảm giác rất giống nhau đây rốt cuộc là sao đông phương hải đạp tay xuống bàn nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì la sư huynh gặp phải nguy hiểm sao nghe vậy lưu bân đứng hẳn người dậy vẻ mặt đầy bồn chồn lo lắng đột nhiên xuất hiện một vòng cầu màu vàng bay lơ lửng trên mặt đất kèm theo luồng thủy tức màu vàng sáng chói cả không gian tên la hàng ngồi sụp xuống mặt nhăn nhó cúi gằm xuống đất miệng kêu rên yếu ớt đông phương hải và lưu bân đồng loạt hớt hải chạy ra rồi gọi lớn la đường chủ tên la hàng thất xác điêu tàn đông phương hải và lưu bân phải cõng dìu hắn đi mọi sự chú ý đổ dồn về phía hắn châu cường vẻ mặt lo lắng liền cất tiếng hỏi triệu quốc phong la đường chủ đã ra ngoài rồi nhưng sao cốc sư thúc vẫn chưa ra ngoài triệu quốc phòng đáp lời hãy tin tưởng sư thúc ông ấy sẽ không có chuyện gì đâu bỗng nhiên có một chiếc địa bàn bay ra kèm theo luồng ánh sáng xanh sáng chói nó nhắm thẳng vào người triệu quốc phong khiến hắn ta giật mình hoảng sợ lùi về phía sau cổ huyền trần đứng hiên ngang vung vẩy trước chiếc địa bàn trên tay đám đệ tử súng sụng lại phía cổ huyền trần nhốn nháo hỏi cốc sư thúc người không sao chứ cổ huyền trần vẻ mặt đắc ý ôn tồn đáp Bổn tọa thì có chuyện gì chứ? Anh nước mắt nhìn bộ mặt thê thảm, thân xác điều tàn của La Hằng rồi cười nhạo nói, không tệ, ra ngoài còn nhanh hơn trong tưởng tượng của bổn tọa. Đông Phương Hải chú ý quan sát từng cử chỉ hành động của La Hằng rồi thầm nghĩ trong lòng, hơi thở lực pháp tắc trên người của hắn sao còn dày đặc hơn cả so với trước đây đi vào. Lẽ nào nói, cổ Huyên Trần ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm, rồi trong lòng cũng phải công nhận một điều, pháp trận của La sư đệ quả thật rất lợi hại. Chiến đấu thực tế nhỏ của bốn tọa lại đột phá dối, vừa hay có thể mượn pháp trận của La Hằng, tu luyện điển tịch tìm được ở trong Thiên võ điện để tránh các đệ tử nghi ngờ trần hàn phong nhíu mày quát lớn cho dù cốc sư thúc đột phá rồi dựa theo quy củ là đường chủ của chúng ta ra ngoài trước trận tỷ thí này đương nhiên là huyền võ điện chúng ta thắng rồi bất chợt la hằng ngắt lời trần hàn phong khoan đã huyền võ điện ta nhận thua câu nói này khiến cho trần hàn phong cân nín cứng họng lại điếng người luôn vẻ mặt trần hàn phong lo lắng cất tiếng hỏi đường chủ rõ ràng ngài đã phá được trận của hắn rồi nhưng tại sao la hằng nổi khùng nổi điên tiến lại gần quát trần hàn phong không muốn làm mất mặt thì câm miệng lại cho ta rồi hắn thầm nghĩ trong lòng mình căn bản không thể phá được trận của hắn, gần như run rẩy hai chân chạy thoát ra ngoài. Thủ đoạn trận pháp của hắn thật sự là quá đáng sợ, hình như có chút tà khí. La Hằng chấp tay cúi đầu kính cẩn khách sáo nói, hôm nay được cốc sư huynh chỉ giáo, mới biết được núi cao còn có núi cao hơn. Sau này Huyền Võ Điện sẽ không gây chuyện là mồ ta nhất định sẽ quản giáo để tự nghiêm ngặt. Tên Trần Hàn Phong vẫn giả mồm cố chấp, hắn gọi lớn, "Đường chủ!" La Hằng vội quay người đạp bụp vào mặt hắn một cái rồi quát lớn, "Câm mồm cho ta!" Tên Trần Hàn Phong cung cút nghe lời, hắn đáp lớn, "Rõ!" La Hằng hớt hải đi lên phía trước nói tiếp, vị trí điện thủ các sư huynh đảm nhận cũng không hổ thẹn các đệ tử hãy cùng ta quay về không được gây thêm đến lúc này châu cường vẫn còn bàng hoàng không tin nổi anh đơ người hỏi chúng ta thắng huyền võ điện rồi sao đám đệ tử của cổ huyền trần đồng thanh hô lớn đầy khí thế chúng ta thắng huyền võ điện rồi đông phương hải nhìn cổ huyền trần bằng ánh mắt đầy kinh ngạc lưu bân chấp hai tay khách sáo nói chúng ta hãy quỳ trước cốc sư huynh mới ngài đảm nhiệm tổng đường chủ mới của bách chiến đường thấy vậy đông phương hải cũng chắp tay tỏ vẻ kính trọng nói sư huynh có việc không biết trăm năm trước lão đường chủ qua đời chúng ta vẫn luôn nằm ở trạng thái rồng mất đầu sau khi ngài xuất quan trước tiên là chỉ điểm cho đệ tử của thiên võ điện để thực lực của bọn họ tăng mạnh lên đây đủ để chứng tỏ võ đạo của ngài phi phàm tiếp nhận tỉ thí trận đạo với la sư huynh trận pháp thực lực càng không tầm thường nếu như ngài đã có thần thông như vậy chi bằng hãy trở thành tổng đường chủ dẫn dắt lại bách chiến đường dần dắt các đệ tử làm hưng thịnh lại tông môn nghe đến đây đám đồ đệ của cổ huyền trần ai nấy cũng đều háo hức vui sướng hai mắt sáng long lanh cổ huyền trần đứng vút cầm đắn đo trầm ngâm suy nghĩ trong lòng bổn tọa ở trong điển tịch đã nhìn thấy nếu như làm tổng đường chủ tài nguyên của tông môn sẽ được điều phối cũng có thể đi vào bảo tàng bí động của bách chiến đường nếu như có thể lật xem điển tịch ở trong đó một có thể biết được càng nhiều tin tức liên quan đến thánh vực hai là có thể mượn tài nguyên tu luyện có thể nhanh chóng thắng cấp công lực ba là có lẽ có thể làm rõ được luồng khí đen ở trong cơ thể là cái gì sau một hồi suy nghĩ thấu đáo cổ huyền trần cười nhếch mép đáp lời đề nghị được thế rồi tất cả mọi người ở đây cùng quỳ gối hành lễ đồng thanh nói lớn tham kiến tổng đường chủ một tháng sau trên quảng trường của thiên võ điện các đệ tử đang cùng nhau tập luyện võ thuật triệu quốc phong đi lại giám sát chỉnh đốn lại mọi người xung quanh triệu quốc phong vừa đi vừa thầm nghĩ từ sau khi cốc sư thúc à không tổng đường chủ mới quản lý võ kỳ của các đệ tử đã có tiến triển tăng lên vùn vụt cốc sư thúc đúng là phúc tinh của bách chiến đường chúng ta cổ huyên trần thở dài ngán ngẩm suy nghĩ kỳ lạ cho dù bổn tọa đã lật hết cơ mật trung tâm nhất của bách chiến trường nhưng vẫn không tìm thấy được một chút ghi chép nào có liên quan đến khí đen ngược lại là thánh thạch dùng để tu luyện thu hoạch không ít giúp bổn tọa đã đột phá đến thông u các đệ tử đứng thẳng thắn xếp hàng ngay ngắn cùng nhau lớn tiếng đồng thanh nói lớn tống đường chủ lưu bân bước lên báo cáo tình hình lập tức đến ngày cống nạp cho thiên trận tông rồi chúng ta mới tổng đường chủ chỉ thị định mức công phẩm năm nay cô huyền trần ngồi gác chân chiễm chệ trên ngai vàng mặt nghiêm nghị hỏi lại thiên trận tông ư cống nạp ư lưu bân nói tiếp tổng đường chủ ngài bế quan quá lâu có việc không biết thiên trận tông chính là tông môn mạnh nhất của phía bắc thánh vực ở dưới vực có hơn 10 thế lực giống như bách chiến đường chúng ta chính là vì có thiên trận tông phía trên bảo vệ bách chiến đường mặc dù vẫn không xa sút nhưng chỉ cần bảo đảm công phẩm đầy đủ cũng có thể miễn cưỡng chống la minh từ đâu chạy đến hớt hải khấu kiến cố huyền trần báo cáo tình hình không hay rồi tổng đường chủ tân trưởng lão của thiên trận tông đưa người sông vào đây rồi lúc này tại đại diện tổng đường các bộ lão quan chức cấp cao đệ tử các môn phái đều đã ngồi quây quần trên ghế một lão già mặt mũi khó đăm đăm tay cầm cốc rượu liếc mắt nhìn cố huyền trần lưu bân đứng đằng sau giới thiệu lai lịch về hắn cho cổ huyền trần nghe một trưởng lão của thiên trận tông còn lại là đầu não của các phương dưới thiên trận tông cổ huyền trần hiên ngang bước vào mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh người ngồi trên ghế nét mặt đầy căng thẳng chính là Tần Sương Minh, Thiên Trận Tông, Cổ Huyên Trần đứng chắp tay kính cẩn nói, Cốc Tam Thông xin chào các vị. Tần Sương Minh vẻ mặt đầy nham hiểm cầm cốc rượu trên tay lắc lắc, hắn khó chịu nói, biết được Bách Chiến Đường có Đường Chủ mới, chúng ta đặc biệt đến để chúc mừng. Không ngờ Cốc Đường Chủ vừa mới làm tổng Đường Chủ của Bách Chiến Đường, thì hoàn toàn không xem Thiên Trận Tông chúng ta ra gì rồi, đến ngay cả lễ nghĩa quỳ xuống cũng quên rồi sao? Đông Phương Hải nghe vậy điên cả tiết, hắn nhíu mắt quát lớn, đáng ghét, đây không phải là đến chúc mừng rõ ràng là đến gia đại với đường chủ mới của chúng ta tần sương minh vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp nếu cốc đường chủ có bản lĩnh như vậy sau này bọn họ sẽ cống nạp cho bách chiến đường cũng không phải không được cổ huyền chân ánh mắt sắc lạnh đáp lời nếu như tần trưởng lão đã muốn như vậy vậy thì cốc mẫu ta cung kính không bằng tuân mệnh nghe vậy đông phương hải lớn tiếng ngăn cản cổ huyền trần tổng đường chủ chờ đã cổ huyền trần bước đi hiên ngang về phía ghế ngồi của mình anh ngồi an tọa vị trí rồi cất tiếng nói sau này số công phẩm dành cho bách chiến đường xin các vị hãy tăng lên gấp đôi nghe vậy tần minh sương giận dữ quát lớn ngươi nói cái gì cơ cô huyền trần buông lời chế nhạo tại của người nghe không rõ à thì nên sớm nhường vị cho hiển tài mới đúng đám người của thiên trận tông không giữ nổi bình tĩnh nữa bọn chúng đứng phất người dậy tên tần minh xương cua tay vận công khí khắp người bọn họ tỏa ra một luồng linh lực màu đỏ hắn gần giọng nói tiểu tử thối trước khi mạo phạm với thiên trận tông của chúng ta tốt nhất là nên cân nhắc một chút bản thân có chịu đựng được hậu quả hay không thế rồi hắn ra lệnh cho đám đệ tử lên cho ta bọn chúng chấp hai bàn tay vào nhau đồng loạt bay người về phía cổ huyền trần nam chính của chúng ta lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh anh đang quan sát phân tích tình hình chợt anh mở to hai mắt nhìn thẳng về phía trước như là có một cái gì đó đang sắp tiến về phía anh tên tần sương minh nở một nụ cười hà hê ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm cáo già hắn lớn tiếng buông lời đe dọa nói bách chiến đường dám khiêu chiến thiên trận tông chết cũng không hết tội chúng ta sẽ giết tại chỗ để dân đe ngay lập tức cổ huyền trần dùng tay siết chặt cổ rồi nhấc bổng người tên tần sương minh lên cao khiến hắn giật nảy mình không kịp trở tay đám đệ tử của tần sương minh thấy vậy sợ xanh mặt mồ hôi chảy ròng ròng cổ huyền trần ánh mắt sắc lẹm nói tứ tượng hợp kích trận này ngươi học được từ chỗ nào tên tần minh xương mặt mày nhăn nhó khó thở nắm chặt hai tay vào tay cổ huyền trần run rẩy nói sao sao ngươi lại phá được cổ ưu in trần giận dữ bóp mạnh hơn nữa anh quát lớn mau nói ngay tên tần xương minh phụt hết cả máu miệng ra toàn thân hắn cứng đơ hai mắt trắng chật lại mặt mày tái mép lắp bắp nói ta nói ta nói đây là đại trận tổ truyền của thiên trận tông chúng ta cổ huyền trần nghe xong thầm nghĩ trong lòng tứ tượng hợp kích trận này là ban đầu mình truyền lại cho tên điện kia lẽ nào hắn ở thiên trận tông sao thế rồi cổ huyền trần đi đến trận pháp vừa đi anh vừa thầm nghĩ 700 năm trước một tên đệ tử phi thăng từ đại lục thanh vân ngang ngược xuất thế lấy trận pháp lập nghiệp dẫn dắt thiên trận tông trở thành thế lực thứ nhất của phía bắc thánh vực tên húy của trận tổ hàn thiên phong không ngờ đánh nhằm đánh bậy lại có thể tìm được manh mối của tiên điện đó vừa hay hỏi hắn được một vài tình báo liên quan đến thành vực đây có lẽ là pháp trận sau khi hắn đi vào thành vực có lĩnh ngộ mà thăng cấp đúng là tinh xảo thật lúc này trần cổ huyền đang đứng trước bàn trận pháp ngắm nghía anh bắt đầu vận công khí trong tay ánh hào quang toát ra anh lớn tiếng nói tản rồi đâm sầm vào trận phá muốn phá vỡ nó cổ huyền trần thầm nghĩ trong lòng nhưng cho dù có cao minh như thế nào nhận thức của hắn đối với trận pháp cơ sở là do bổn tọa dạy chỉ vài chiêu đơn giản mang trận pháp đã bị phá vỡ cổ huyền trần bước đi lặng lẽ từng bước về phía trước vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng nơi này là vùng đất có linh khí dày đặc nhất của tên điện đó một mật thất trận pháp hiện ra trước mắt cổ huyền trần anh dùng mọi sức lực để phá hủy nó cổ huyền trần bước đến gần quả cầu ma pháp rồi thầm nghĩ trong lòng ngươi không ở đây tiểu tử này 80% là đã xuống hạ giới tìm kiếm bổn tọa rồi một luồng ánh sáng chiếu rọi xuống đất kèm theo lá lơ sỏi đá bay tứ tung Cổ Huyền Trần đứng hiên ngang ngắm nhìn sự việc sắp xảy ra, một lần nữa, anh lại phóng linh lực vào quả cầu ma pháp, bất chợt một bàn chân lặng lẽ xuất hiện, có lẽ là do sức mạnh của Cổ Huyền Trần đã làm đến kinh động mọi thứ nơi đây, một người với cơ thể vạm vỡ cường tráng, mặc một bộ áo giáp bằng sắt, tay trái cầm thanh đao siêu to khổng lồ, tay phải cầm khiến chắn, trông thật oai phong lẫm liệt, hắn ta chính là Kỳ Quốc Long, chủ trận, hắn ta lớn tiếng quát lớn, là kẻ nào lại dám tranh giành quyền khống chế của pháp trận vậy? Cổ Huyên Trần cất lời, bổn tọa đến tìm Hàn tông chủ của các ngươi, không có ác ý với các ngươi, hy vọng các người phối hợp một chút kỳ quốc long ve mặt giận dữ hắn cầm đao lên một luồng thủy tức màu xanh sáng chói phát ra hắn gần giọng quát lớn ra lệnh cho thuộc hạ các vị tuyệt đối không thể để hắn đắc thủ đám thuộc hạ tuân lệnh đáp vâng một màn giao đấu này lửa diễn ra giữa cố huyền trần và kỳ long quốc để tranh giành quyền điều khiển trận pháp khắp người cổ huyền trần trăng chịt dòng thủy tức màu vàng anh đưa ra lời cảnh báo với kỳ long quốc nếu không muốn tông chủ của các người xảy ra chuyện gì thì từ bỏ quyền điều khiển ngay đi kỳ long quốc ý chí cứng như thép hắn cũng buông lời đe dọa cổ huyền trần tiểu tử kia tức thời thì mau dừng tay lại ngươi cướp mất quyền điều khiển thì cũng không rời khỏi thiên trận tông được đâu nói rồi hắn lớn tiếng nhắc nhở thuộc hạ liều mạng cũng không được để hắn phá trận cổ huyên trần bước những bước đi chắc nịch luồng thủy tức trên người anh tỏa ra tứ phía tạo thành một vòng tròn ma thuật xô đẩy kỳ long quốc và đám thuộc hạ của hắn bắn ra xa hàng km đột nhiên xuất hiện hình ảnh một thanh niên đang ngồi tĩnh tâm tu luyện phó mặc sự đời cổ huyên trần thấy vậy liền hét lớn tiểu phong tử kỳ long quốc hớt hải quỳ gối xuống lễ phép kính cẩn nói là tông chủ ư sao tông chủ lại bị thương rồi đám thuộc hạ trố mắt nhìn hốt hoảng nói lớn bảo vệ tông chủ cổ huyền trần bay người đến diều hàn thiên phong lên có lẽ hắn đã bị thương nặng miệng dính đầy máu tên thuộc hạ cắm đao xuống đất cứ trố mắt nhìn từng cử chỉ hành động của cổ huyền trần trên tay cổ huyền trần lúc này là một luồng thủy tức màu đỏ sáng chói nó được kết thành hình tròn thế rồi cổ huyền trần nhấn thật mạnh luồng thủy tứ đó vào lưng của hàn thiên phong đám thuộc hạ thấy vậy hốt hoảng nói lớn hắn muốn giết tông chủ ư ừ. cổ huyền trần hô lớn nhiên huyết tể thiên một luồng ánh sáng thủy tức màu đỏ phun trào lan tỏa ra khắp không gian tay chân của Hàn Thiên Phong trở nên co giật, thế rồi đột nhiên Hàn Thiên Phong gầm thét lớn, hai mắt hắn ta trắng bệch lại, Kỳ Long Quốc cất tiếng nói, đây là nhiên huyết tế thiên đạo, đốt cháy tinh huyết của mình để đổi lấy thực lực bùng nổ trong thời gian ngắn, đám thuộc hạ hai mắt chớp trong kinh ngạc, mồ hôi chảy ròng ròng, một tên đứng ẩn người hỏi, rốt cuộc hắn là ai, lại không màng trả giá đắt để cứu tông chủ chúng ta, sau một hồi cật lực chưa trị thì Hoàng Thiên Phong cũng đã tỉnh lại, hắn lấy tay lau máu trên miệng rồi nhìn cổ Huyền Trần bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, cất tiếng hỏi, ngươi là ai? Một tên thuộc hạ nhanh nhảu cất tiếng hỏi Han Hàn Thiên Phong, tông chủ, người không sao chứ bất chợt hàn thiên phong khụy phục gối xuống đất đầu cúi gằm xuống hắn mêu mau khóc lóc nước mắt tuôn ra như suối ấp úng nói đệ tử đệ tử hàn thiên phong khấu kiến sự tôn đa tạ ơn cứu mạng của sự tôn đám thuộc hạ ngay xong kinh ngạc vô cùng hai mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn nhau hỏi hắn là sư tôn của tông chủ ư cổ huyền trần vui vẻ mỉm cười nói đứng lên đi đã thế rồi mấy người họ cùng nhau vào đại diện thiên trận tông để hàn huyên tâm sự cũng như bàn chuyện quốc gia đại sự phía dưới đất kỳ long quốc và một số tên thuộc hạ kho người khú núm vì lúc nãy đã đắc tội với cỏ huyền trần Hàn Thiên Phong chỉ tay vào họ rồi nói, "Sư tôn, đám đệ tử này bất kính với người." Hàn Thiên Phong vẻ mặt giận dữ, tay cầm đao quát lớn, "Ta sẽ giết chúng rồi tự phế võ công để bồi tội với người." Kỳ Quốc Long đừng đầu đoàn, run rẩy nói, "Tông, tông chủ, than mạng cho đám thuộc hạ, hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi mà." Cố Huyền Trần cất tiếng nói đỡ cho đám người ngày, kẻ không biết không có tội, tha cho họ đi là do tình hình cấp bách, bổn tọa không kịp giải thích, huống hồ gì họ trung thành với ngươi, giết chết rồi thì sao thiên trận tông phục tùng ngươi được?" Rồi anh thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Hắn vẫn điên như ngày nào, Hàn Thiên Phong nghe vậy cũng xui xui, không truy cứu tội trạng của bọn họ nữa, hắn vẫy tay rồi nói, "Các ngươi lùi xuống đi, ta còn muốn nói chuyện với sư tôn của ta." Đám người kỳ quốc long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng đồng thanh đáp lớn, "Vâng, vừa đi ra khỏi phòng, bọn chúng vừa mừng thầm trong lòng, xem như cũng giữ được cái mạng này." Trong văn phòng đại diện chỉ còn Cổ Huyền Trần và Hàn Thiên Phong, Cổ Huyền Trần lo lắng hỏi, "Tiểu Phong tử, sao ngươi lại bị thương vậy? Mấy người khác ở đâu?" Hàn Thiên Phong chấp tay kính cẩn kể lại sự việc, "Sư tôn, từ lúc ngài gặp lỗi kiếp vào 700 năm trước, không rõ tung tích, các đệ tử quyết định đi khắp các lĩnh vực để tìm người. Nhưng thánh vực quá rộng lớn, đệ tử không còn gặp lại các sư huynh đệ tỷ nữa. Cổ Huyên Trần mặt nghiêm nghị đáp, chắc hẳn họ đã đến lĩnh vực khác để tìm ta rồi. Thôi vậy, chỉ cần có duyên, ắt sẽ gặp lại. Hàn Thiên Phong tiếp tục kể lại, sau khi đệ tử phi thăng lên thánh vực, thì phát hiện chân lý thiên đạo mà sư tôn từng truyền thừa cho chúng ta trước kia, cũng là một sự tồn tại đỉnh cao tại thánh vực. Vì vậy đệ tử cả gan suy đoán, có lẽ ngài có liên quan đến thánh tử trong truyền thuyết. Cổ Huyên Trần chống cằm cười hỏi, vậy nên con mới đặt bảo hộ trận ở lối đi xuống hạ giới muốn âm thầm bảo vệ bổn tọa à? con chắc chắn bổn tọa chưa chết. Hàn Thiên Phong ánh mắt sắc bén đầy tin tưởng mà nhìn cổ Huyền Trần nói. sự tôn pháp lực thông thiên chắc chắn sẽ không gặp bất chắc, chỉ là đệ tử vô dụng. dù phát hiện ra hơi thở của sự tôn nhưng vẫn không thể xác định được tung tích của ngài, làm ngài phải đích thân đến đây. ánh mắt của Hàn Thiên Phong hiện lên sự tự trách nói. lần này bị thương cũng là do tiêu hao quá nhiều sức mạnh pháp tắc nên mất ý thức. cổ Huyền Trần đột nhiên chống cằm hỏi. con đặt bao nhiêu bảo hộ trận? Hàn Thiên Phong đột nhiên bị hỏi như vậy, gãi gãi đầu ngại ngùng nói. chưa đến kỹ khoảng chừng nghìn cái cứ phát hiện có kẻ khởi động lối đi thì con sẽ đặt thám linh châu ở ngay kẽ hở chỉ cần cảm nhận được hơi thở của sư tôn thì nó sẽ bùng nổ ngay ánh mắt của cổ huyền trần nhíu lại mà nhìn chằm chằm hàn thiên phong cổ huyền trần trầm mặc không nói gì cả nhưng trong lòng liền lo lắng cưỡng ép dò xét pháp trận của kẻ khác là một chuyện rất nguy hiểm nhẹ thì bị cắn trả nặng thì mất mạng nhìn hàn thiên phong đứng trước mặt cổ huyền trần không khỏi cảm thán thật quá mạo hiểm vậy mà hắn không màng bản thân để đi tìm bổn tọa cổ huyền trần sao có thể phụ tâm ý của hàn thiên phong được từ trong người lấy ra một lọ đan dược rồi ném về phía Hàn Thiên Phong nhận được đan dược cổ Huyền Trần cho mình Hàn Thiên Phong liền nghi hoặc hỏi sư tôn đây là cổ Huyền Trần nhẹ nhàng nói dưỡng thương trước đi sau này nếu còn làm bậy nữa thì phải phạt nặng Hàn Thiên Phong đổ thuốc trong bình ra xuất hiện trước mặt là hai viên đan dược màu xanh lam sáng chói Hàn Thiên Phong kinh ngạc thốt lên đây là linh đan cửu văn Hàn Thiên Phong điên cuồng ôm đầu mà cười điên dại nói đã trăm năm rồi cuối cùng cũng nghe được lời dạy của sư tôn á à, cổ Huyền Trần thấy trạng thái của Hàn Thiên Phong cũng chỉ biết bất lực mà che mắt lại cổ Huyền Trần như nhớ ra gì đó liền hỏi phải rồi tiểu phong tử con có biết thanh vân sơn hà đồ là pháp bảo của thế lực nào ở thánh vực không hàn thiên phong cung kính chắp tay bẩm báo nói đệ tử không biết cũng chưa từng nghe nói đến báu vật này cổ huyền trần tay chống cằm mà chìm vào suy nghĩ bản thân manh mối đứt rồi sao thánh vực rộng lớn như vậy có vẻ khó mà tìm được tên áo đen nó hàn thiên phong liền phấn khởi đưa ra đề nghị sư tôn thiên hải quỳnh lâu sắp mở ra không biết ngài có hứng thú đi dạo chơi không cổ huyền trần nhìn qua nghi hoặc hỏi thiên hải quỳnh lâu đây là lần đầu tiên cổ huyền trần hắn nghe được cái tên này thấy cổ huyền trần không biết đến nó Hàn Thiên Phong liền giải thích, nghe nói Thiên Hải Quỳnh lâu là di tích của Thiên Hải Tôn giả, thanh danh hiển hách tại thánh vực, trăm năm mở một lần. Thiên Hải Tôn giả để lại di tích này là để tìm kiếm truyền nhân, trao cho người đó truyền thừa cả đời của mình. Nhưng dù chưa thể có được truyền thừa đấy, có không ít võ giả vào đó sẽ gặp được cơ duyên khác nhau, cảnh giới cũng được nâng cao trong khoảng thời gian ngắn. Để có được cơ duyên này, các thế lực đều như hổ rình mồi, không bằng sự tôn đi xem thử, chưa biết chừng sẽ tìm ra thế lực mà ngài muốn tìm. Cổ Huyền Trần nghe vậy cũng nổi lên hứng thú mà gật đầu đáp, đáng để thử đấy. Trong đầu Cổ Huyền Trần nghĩ nếu kẻ địch ở trong tối thì không bằng nâng cao thực lực của bản thân trước tại sáng ngày hôm sau tại cổng thành đông thành của thiên hải tứ thành cổ huyền trần đã xuất hiện ở đây từ sớm trước cổng đông môn một đám binh lính đứng canh giữ muốn đi qua thì phải có giấy thông hành cũng như chứng minh thân phận cổ huyền trần đưa giấy của thiên trận tông qua quan binh nhận lấy giấy kiểm tra một hồi rồi gật đầu nói người của thiên trận tông cho qua đi sau khi ra ngoài cổng thành trước mặt cổ huyền trần liền xuất hiện một đám người họ đều là những tu sĩ vì thiên hải quỳnh lâu mà đến trước mặt có một đám người đang xôn xao lập nhóm kết bạn một người hô lớn lập nhóm lập nhóm tìm bạn đồng hành vô song cạnh hậu kỳ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu có người lại nhận cơ hội này mà buôn bán huyền ngọc đan thánh phẩm chữa thương mua một viên huyền ngọc đạn của ta sẽ như có thêm một mạng khi vào di tích thiên hải đi giữa đám đông ồn ào cổ huyền trần cảm thán nghĩ thiên hải đông thành quả nhiên náo nhiệt đang đi trên đường ánh mắt của cổ huyền trần đột nhiên va phải vào một viên đan dược bên đường nhìn viên đan dược màu xanh ngọc bích trước mặt cổ huyền trần gương mặt hiện lên sự kinh ngạc linh đan bổn tọa từng xem giới thiệu về linh mẫu ở bách chiến đường hội tụ linh khí trời đất ẩn chứa linh khí dày đặc, linh khí tuần hoàn tái sinh, ngoài mặt thì như linh thạch bình thường, khó mà phát hiện ra được. Đây chẳng phải là vũ khí tu luyện mà bổn tọa cần à? Thấy ánh mắt của cổ Huyền Trần dán vào viên đan dược như vậy, người bán liền hưng phấn mà giới thiệu nói: Chào công tử, hàng chỗ ta toàn là ngon bổ rẻ, thích cái gì thì cứ nói. Cổ Huyền Trần cầm linh đan trong tay, trầm ngâm hỏi chủ sạp hàng: Viên linh thạch này bán thế nào? Người bán thấy cổ Huyền Trần lại chọn một hòn đá vô dụng liền xua tay mà hết giá. Ta cũng không biết lại lịch của hòn đá này, ngươi cứ trả bằng một nghìn thánh thạch đi. Trong đầu người bán không khỏi mắng mỏ, thì ra là một tên nghèo không biết xem hàng vậy thì cứ moi 900 thánh thạch của người đi vậy. Cổ Huyền Trần cũng trả thèm mặc cả nhiều, lấy một túi tiền lớn vứt vào lòng ông chủ, cầm lấy đi. Nhìn đống vàng xuất hiện trước mặt, người bán kinh ngạc đến há hốc mồm, vội vàng nói: "Đa tạ quý khách." Đang lúc Cổ Huyền Trần định đem linh đan rời đi, thì một giọng nữ đanh đá vang lên: "Khoan đã, người đến chính là Lý Thẩm Nhi, phía sau còn có hai người thanh niên khoanh tay đi cùng." Lý Thẩm Nhi hống hách nói: "Ta muốn hòn đá trong tay ngươi." Người thanh niên phía sau liền hướng chủ sạp hàng nói: "Ông chủ, Thẩm Nhi tiểu thư thích hòn đá đó của ngươi." người ra giả đi ông chủ sạp hàng đã nhận tiền từ cổ huyền trần đương nhiên sẽ không muốn liên quan đến mình liền nói ông chủ bèn chỉ tay về phía cổ huyền trần nói xin lỗi ta vừa bán hòn đá cho vị công tử này rồi ngài xem món khác được không người thanh niên khác liền vì gái mà đứng lên nói vị công tử này ngươi đã trả bao nhiêu cho hòn đá này thì ta sẽ trả gấp đôi vật vào tay cổ huyền trần không ngu gì mà bán liền lạnh lùng nói xin lỗi bổn tọa không muốn bán người thanh niên kia vẫn tưởng cổ huyền trần chê tiền quá ít liền hết giá gấp 10, nhưng đáp lại vẫn là cái nhìn lạnh băng của cố huyền trần bổn tọa nói rồi không bán lý thẩm nhi bèn đứng ra thần bí nói người có biết lai lịch của nó không cứ ra giá đi chỉ cần không quá đáng thì ta đều chấp nhận còn ông chủ sạp hàng lại nghi hoặc nghĩ lai lịch gì không phải chỉ là hòn đá bình thường à cổ huyền trần không muốn nhiều lời nữa liền xoay người bước đi cổ huyền trần xua tay chắc chắn nói bao nhiêu cũng không bán người thanh niên kia thấy không lấy được đồ liền muốn giải quyết bằng vũ lực hắn rút kiếm ra kề trên vai của cổ huyền trần mà hét lớn khoan đã cổ huyền trần liếc mắt nhìn qua gương mặt trở nên lạnh lùng ánh mắt tỏa ra khí lạnh run người, ông chủ sạp hàng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền xông ra chắn trước mặt Cổ Huyền Trần. Ông chủ cao giọng nói: "Mọi người, trước khi Thiên Hải Quỳnh Lâu mở ra, thì Thiên Hải Tử Thành đều cấm ẩu đả, mọi người đừng khiêu khích quy tắc này, nếu chết người thì sao ta làm ăn được nữa?" Hai người bọn họ đương nhiên là biết quy tắc này, vốn chỉ muốn dọa Cổ Huyền Trần mà thôi, nhưng không ngờ hắn lại cứng đầu như vậy. Hai người họ nhanh chóng thu kiếm lại hừ lạnh nói: "Hừ, xem như người may mắn, Thiên Hải Tứ Thành thì không cho đánh nhau, nhưng vào Thiên Hải Quỳnh Lâu thì có thể giết rồi." Cổ Huyền Trần không để ý khiêu khích nói: ta sẽ hầu tới cùng hai người kia bị cổ huyền trần coi kinh khuôn mặt hai người họ đen xì hợp thực mà nhìn theo bóng lưng cổ huyền trần sau đó bọn họ cười lấy lòng nói với lý thẩm nhi thẩm nhi ta đổi thứ khác để tặng nàng nhé lý thẩm nhi nhìn vật nhìn chúng bị mất đi liền tối đen mặt mày nói cha đi điều tra hết mọi thứ về hắn ta một tiếng chuông vang lên trên bầu trời xuất hiện một vầng hào quang màu tím lớn sấm xét từ đó đánh ra liên tục mọi người dưới mặt đất đồng loạt nhìn lên trên cao nói nhìn kìa thiên hải quỳnh lâu mở rồi chờ suốt trăm năm lần này ta phải có được truyền thừa của tôn giải đừng có nằm mơ Truyền thừa là của ta. Bọn họ nhanh chóng phi người lên, đi vào bên trong kết giới của Thiên Hải Quỳnh Châu. Cổ Huyên Trần mặt lạnh nhìn lên trên lỗi vào kết giới, sau đó thân ảnh hắn cũng nhòe đi, tiến vào bên trong kết giới. Sau một khoảng thời gian, khung cảnh trước mắt cổ Huyên Trần đã thay đổi, xung quanh toàn là cây cối xanh tốt um tùm. Cổ Huyên Trần quét mặt một vòng đánh giá nói, sức mạnh pháp tắc mạnh quá, chẳng trách mỗi lần vào đây đều sẽ được nâng cao sức mạnh đáng kể. Sức mạnh pháp tắc trong không gian này mạnh hơn ngoài kia rất nhiều. Cổ Huyên Trần ánh mắt chật lóe, không đúng, sức mạnh pháp tắc ở đây có vấn đề tuy chúng quả thực giúp người khác dễ dàng cảm ngộ nhưng trong đó lại có luồng sức mạnh không dễ nhận ra là hắc khí bỗng dưng xuất hiện trong người ta cổ huyền trần đưa bàn tay ngập tràn hắc khí lên mà suy ngẫm đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên huynh đệ ngươi nói xem chúng ta có được xem là oan ra ngõ hẹp không chỉ thấy ba người lý thẩm nhi xuất hiện trước mặt cổ huyền trần hai người kia hống hách nhìn huyền trần nói giao linh đan ra đây thì ta sẽ tha mang cho người cổ huyền trần rút kiếm ra cả người đầy khí thế mà lạnh lùng nói bớt phí lời ra tay đi người kia vẫn không biết sợ mà điên cuồng xông lên Hắn ta cầm kiếm đâm về phía cổ Huyền Trần, hắn cười điên cuồng nói: rõ ràng chỉ có thần kiều cảnh hậu kỳ thấp hơn ta một cảnh giới, lại dám liều với bốn thiếu gia nể tình thẩm nhi, ta nhường người một tay thế nào, nhưng không để hắn ta kíp hống hách thêm câu nào. Một cơn gió lướt qua, trong không gian im lặng không một tiếng động nào cả. Nhìn tên kia gục ngã dưới đất, cổ Huyền Trần quay đầu lại khinh thường nói: bây giờ quả thật đã nhường một tay cho bổn tọa rồi. Tên kia bị cổ Huyền Trần đánh phế một tay, liền không can tâm tình nguyện chịu thua. Hắn bò dậy, tay còn lại cầm chặt thanh kiếm tức giận quát đáng ghét nhưng ngay khi hắn ta lao đến trước mặt cổ huyền trần thì bị một tay của huyền trần đánh bay ra xa thấy tình hình có vẻ không ổn tên còn lại ôm cơ thể trọng thương mà gào lên thẩm nhi hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn người chạy trước đi nhưng kỳ lạ thay lý thẩm nhi không biết đã biến mất từ lúc nào không hề để lại một lời chào mà đã bỏ đi hai tên kia lúc này mới nhận ra mình bị lợi dụng bị bỏ rơi bọn họ tức giận mắng đáng ghét hai huynh đệ chúng ta bán mạng cho cô ta cô ta lại không quan tâm đến tính mạng chúng ta chạy trốn trước rồi dạy dỗ cũng đã dạy rồi cổ huyền trần cũng không muốn giết bọn chúng làm gì cổ huyền trần phủi bụi bẩn trên áo mà nhắc nhở bọn chúng các ngươi đi đi linh khí ở trong di chỉ này dồi dào nếu như trong nửa canh giờ nối lại được cánh tay cũng không đến mức bị tàn phế vì nữ nhân lòng dạ độc ác này không đáng đâu được cổ huyền trần tha mạng cho lại còn được đồng cảm hai người họ vô cùng cảm động bọn họ liền lấy trong người ra một cuộn giấy đưa đến trước mặt cổ huyền trần nói đa tạ ơn không giết của công tử đây là bản đồ của lối vào thiên hải quỳnh lâu huyền môn do tổ tiên ta truyền lại bên trong có ghi chép đường nhỏ đi đến quỳnh lâu nhanh nhất hai người chúng ta Vô dĩ cũng không có mong muốn với Quỳnh lâu này. Hôm nay may mà có ngài để chúng ta nhìn rõ được bộ mặt thật của nữ nhân kia. Hy vọng công tử có thể lấy được cơ duyên. Cổ Huyền Trần cầm trên tay tấm bản đồ, còn hai người kia đỡ nhau rời khỏi nơi này. Đột nhiên trước mặt cổ Huyền Trần xuất hiện rất nhiều hắc khí, nó như muốn bao vây cổ Huyền Trần lại. Cổ Huyền Trần đương nhiên không để hắc khí đó nốt chửng mình được. Cổ Huyền Trần đưa tay lên, trong lòng bàn tay cổ Huyền Trần xuất hiện một dòng linh khí vàng kim và nó ngày một lớn hơn. Quét thần thức, cổ Huyền Trần đập tay xuống dưới đất. Luồng linh khí vàng kim từ tay lan rộng xuống dưới đất, các vòng tròn linh khí vàng kim bao phủ hoàn toàn cơ thể của Cổ Huyền Trần, đánh bay hắc khí xung quanh đi nơi khác, luồng hắc khí như gặp thiên địch, chúng nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn hướng chạy của hắc khí, Cổ Huyền Trần trong đầu hiện lên suy nghĩ, nơi tụ tập khí đen là phía đông. Đột nhiên Cổ Huyền Trần cảm giác ớn lạnh xung quanh mình, cảm giác như có một sinh vật hắc ám nào đó đang theo dõi mình vậy. Cổ Huyền Trần liền cảnh giác nhìn ra xung quanh, nhưng xung quanh không có động tĩnh gì cả. Cổ Huyền Trần nhanh chóng chạy về phía trước, rời khỏi nơi này, nhưng cảm giác đó vẫn luôn hiện diện. Trong thâm tâm Cổ Huyền Trần nghĩ: xảy ra chuyện gì vậy? khoảnh khắc vừa nãy hình như bị người nhìn lén. Thiên Hải Quỳnh lâu này rốt cuộc che giấu bí mật gì vậy? Lúc này tại Thiên Hải Quỳnh Châu Huyền môn lúc này đã mở ánh sáng từ đó tỏa ra lấp lánh kỳ diệu vô cùng. Cổ Huyền Trần từ trên vách núi mà nhìn xuống thì thầm đánh giá. Dựa theo chỉ thị trên bản đồ đây chính là Huyền môn. Đi vào Huyền môn có lẽ sẽ có lực pháp tắc giải đặc. Đột nhiên Huyền môn xảy ra biến động cổng vào Huyền môn đang xoáy lại. Có người rất nhanh phát hiện ra biến đổi này liền chỉ vào đó mà hét lớn xảy ra chuyện gì vậy? các người nhìn kìa huyền môn xuất hiện trước mặt đột ngột hình thành một con mắt kỳ dị ở giữa mọi người đây là lần đầu thấy hiện tượng này liền hô lên huyền môn sao lại thay đổi rồi có người biết đây là thứ gì liền kinh hồn bạt phía mà sợ hãi nói đây là ma nhãn lễ nào là người ma tộc đã đi vào trong đó trước xảy ra chuyện gì vậy huyền hôn sao lại biến thành hai nhãn rồi cổ huyền trần lúc này gương mặt cũng trở lên căng thẳng nhìn tình cảnh hỗn loạn phía dưới mà nghĩ ma tộc ma nhãn ở huyền môn càng ngày càng bành trướng to lớn hơn nó như một cái lỗ đen vậy nó hút tất cả linh lực của mọi người ở đó lại, thấy công lực của mình ngày một suy yếu, có người đau đớn hét lên, sao mình lại cảm giác công lực của mình đang biến mất, cũng có người nhận ra được nguyên do, không, ma nhãn đang hấp thu công lực của chúng ta, rất nhanh linh lực của mọi người đã bị hút cạn, có người công lực yếu còn bị hút đến nỗi cơ thể chỉ còn là một bộ xương khô, nhận thấy tình hình này, Cổ Huyền Trần liền phi xuống, nhẹ nhàng rút kiếm ra, uy lực tỏa ra mạnh mẽ, đúng lúc này, một tòa tháp lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, mọi người ở đại sảnh liền kinh ngạc hét lên, nhìn kìa là quỳnh lâu mọi người như điên loạn mà đi vào bên trong quỳnh lâu không có còn quan tâm linh lực của mình có bị hút đi không đây là cơ duyên của di tích này cuối cùng chúng ta cũng đã đợi đến truyền thừa của thiên hải tôn giả rồi nhanh đi đến cung điện có lẽ có thể chặn được công kích của ma nhãn cổ huyền trần cũng từ trên vách núi mà nhảy xuống bên dưới anh không hề nóng vội như mọi người bước vào mà quan sát kỹ càng tòa quỳnh lâu trước mặt quỳnh lâu được bao phủ bởi một luồng linh khí màu xanh lam mỏng manh xác định đây chính là quỳnh lâu cũng là nơi mình muốn đến cổ huyền trần liền bước vào trong rất nhanh mọi người đã đi vào bên trong quỳnh lâu linh khí trên người cũng từ từ hồi phục lại, không còn bị ma nhãn hấp thụ nữa. Mọi người bên trong liền thở phào nhẹ nhõm nói, an toàn rồi. Cổ Huyên Trần nhìn xung quanh, trong đầu hiện lên suy nghĩ, đã không cảm ứng được hơi thở của võ giả bên ngoài rồi. ở đây hình như hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới rồi. Cổ Huyên Trần lúc này mới chú ý đến khung cảnh bên trong quỳnh lâu, chỉ thấy lối vào hai bên là những bức tượng với hình dáng kỳ dị, trong vô cùng to lớn, bên trên bức tượng còn tỏa ra hắc khí, không khí xung quanh thì lạnh lẽo, cứ như là ở trong hầm băng vậy. Một số người khi vào đây sợ hãi đến mức run rẩy, có người còn không thể đứng vững nổi chỉ có thể để người khác dẫn đi bọn họ sợ hãi kêu cha gọi mẹ kỳ lạ ở đây sao lại âm u như vậy người bên cạnh liền mắng đồ ngốc sao có thể dễ dàng mà lấy được truyền thừa như vậy lòng gan dạ này nhất định cũng là thiên hải tôn giả muốn thử thách chúng ta cổ huyền trần đi đằng sau đám người thì lại không nghĩ vậy khuôn mặt của cổ huyền trần trở lên trầm ngâm mà suy ngẫm nếu thật sự là như vậy quỳnh lâu này đúng là quá trùng hợp hình như cố ý dụ dỗ những người này vào đây huống hồ khí đen ở đây nếu so với bên ngoài thì còn dày đặc hơn bọn họ càng đi sâu vào bên trong càng cảm thấy rùng rợn không khí một lúc một lạnh, có người như nhận ra gì đó không ổn, liền dừng lại, sợ hãi mà đưa ra suy đoán. Ở đây không lẽ giấu ma tộc đấy chứ? Cổ Huyền Trần trong đầu nghĩ, bổn tọa đã từng nhìn thấy trên cổ tịch của Thiên Võ Điện, ma tộc là chủng tộc đối địch với chính phái ở trên thánh vực, giết người thành thói quen, thích hiếu chiến. Lẽ nào phong ấn kiếp trước của bổn tọa cũng có liên quan đến bọn họ sao? Đang lúc cổ Huyền Trần đang tập trung vào ý thức, thì một âm thanh phấn khích vang lên, tốt quá rồi, ta đột phá rồi. Nghe lời này, hai mắt cổ Huyền Trần trợn to rồi hướng về phía phát ra âm thanh nhìn qua chỉ thấy một tu sĩ đưa hai tay ra nói ta vốn dĩ dự định tu luyện một chút không ngờ lại có thể đột phá được hai cấp rất nhanh đám người xung quanh nghe vậy liền lao đầu vào tu luyện mọi người nhao nhao nói ta cũng đột phá rồi ở đây thật sự là bảo địa cổ huyên trần thấy vậy bản thân cũng nhắm mắt lại hai tay vung ra mà bắt đầu luyện công cổ huyên trần sau một hồi luyện công thì trong lòng lại trở nên trầm mặc lần nữa chỉ vận công một chút thì đột phá đến thần kiều cảnh trung kỳ quả thật ở đây tu luyện làm ít công to chỉ là đây đã không còn là lực pháp tắc đơn thuần mà trong đó đã gia nhập vào luồng khí đen khéo léo mọi người lúc này không còn nghi ngờ gì về quỳnh lâu này nữa rồi liền lao đầu vào tu luyện tu luyện đi môi trường tu luyện tốt như vậy không từ luyện thì quá đáng tiếc rồi tu luyện ở đây một canh giờ ngang bằng với một tháng ở ngoại giới đi vào có phải là vì tìm cơ duyên sao ta phải nghiêm túc tu luyện lấy được truyền thừa của di tích xưng bá thánh vực nhưng ngay lúc này khi mọi người không để ý một luồng hắc khí màu đen đang dần dần bao vây lấy đám người tu sĩ có một người đột nhiên mắt trợn trắng lên gân xanh của hắn ta nổi lên máu từ miệng phụt ra liên tục thấy sư huynh của mình đột nhiên bị vậy sư đệ vội vàng chạy tới ngăn cản sư huynh huynh mau dũng lại đi đừng tu luyện nữa còn người sư huynh kia như bị điên mà điên cuồng hét lên đây là cơ duyên mà tôn giả cho chúng ta cút đi đừng làm phiền ta tu luyện cổ huyền trần nhìn người trước mặt khí đen đang không ngừng thâm nhập vào cơ thể hắn ta làm hắn ta trở lên điên cuồng cổ huyền trần nghĩ như vậy ngược lại giống như không thể lựa chọn người chịu đựng khí đen đột nhiên cánh cửa đá của huyền lâu từ từ mở ra mọi người ở đây đồng thời nhìn qua đó chỉ thấy xung quanh cánh cửa có một luồng khói trắng xuất hiện ba người mặc áo choàng đen từ từ bước tới người dẫn đầu không cảm xúc nhìn về phía đám người mà nói để lão phu xem thử là đệ tử của phái nào đi vào trong tháp rỗi có người thấy người đến kinh ngạc đến há hốc miệng triệu sư thúc tẫn sư bá mọi người lại vẫn còn sống sao mọi người thấy những người choàng áo đen toàn là những trưởng lão của tông môn mình liền hoảng hốt mà nói đó là trưởng lão triệu sư thúc và tần sư bá của thương kiếm môn chúng ta còn có trưởng môn trước của vân sơn tông sao có thể chứ trăm năm trước các người không quay lại chúng ta cho rằng các người đã chết ở trong rồi triệu trưởng lão vuốt vuốt sâu mà trầm ngâm nói chúng ta chưa chết trăm năm trước chúng ta đến nơi này đáng tiếc cơ duyên không đủ chưa thể lấy được truyền thừa thật sự vì vậy vẫn luôn dừng ở đây bây giờ các người có thể đến được đây chứng tỏ thiên phú đã đạt đến sự công nhận của thiên hải tôn giả rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa các người lên trên xem thử ai có duyên lấy được truyền thừa của thiên hải tôn giả tay của triệu trưởng lão phóng ra một tia sáng xanh mở ra một luồng sáng trắng luồng sáng trắng càng lúc càng lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nơi đây. Bọn họ lúc này đều sục sôi ý chí chiến đấu, ai cũng hy vọng mình là người được truyền thừa. Triệu trưởng lão vuốt râu hướng đám người nói, "Đến đây đi, chúng ta sẽ dẫn các ngươi lên tầng 2." Mọi người nghe vậy, ồ ạt à tiến lên phía trước, bọn họ còn chén nhau đến sứt đầu mẻ chán, luôn mong muốn mình là người đầu tiên tiến vào. "Chờ đã, để ta lên trước, để ta lên trước, đừng chen chúc." Từng người một, Cổ Huyên Trần không hề động đậy mà nhìn về đám người mặc áo đen. Cổ Huyên Trần ngay từ đầu đã nhận ra, những người choàng áo đen kia xung quanh người có luồng khí xanh lượn lờ bọn họ cũng không phải là người mà chỉ là những con rối vô hồn thôi thứ điều khiển bọn họ chính là phương pháp xác sống tế con rối ánh mắt của cổ huyền trần toát ra ánh sáng màu vàng huyền trần nhíu mày lại xem ra các trưởng bối này sớm đã qua đời rồi là có người mượn xác của bọn họ dụ người lên trên rất nhanh đám người tu sĩ đã đi đến tầng 2 của quỳnh lâu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khuôn mặt của họ biến sắc kinh ngạc mà thốt lên đây đây là sinh vật gì vậy trước mặt đám tu sĩ là một con quái thú khổng lồ nó có cánh của rơi và đầu của lợn rừng quái thú gầm lên một tiếng, thổi bay cả một đống tu sĩ, nhìn thấy quái thú trước mặt, cổ huyền trần híp mắt lại mà đánh giá, đám tu sĩ ở đây cũng sợ hãi nói: "Này, thứ này nhìn có vẻ không dễ đối phó." Triệu trưởng lão choàng áo đen tiến lên phía trước nói với đám tu sĩ: "Mọi người đừng sợ hãi, đây là thử thách mà tôn giả dành cho các người, trong một canh giờ, ai có thể thuần phục ma thú này thì có thể thông qua tầng thứ ba." Một người tu sĩ gương mặt toát mồ hôi mà căng thẳng hỏi: "Vậy nếu như không thuần phục được thì sao?" Nhưng không để Triệu trưởng lão trả lời, một người cao to vạm vỡ tiến lên phía trước, người đó toàn thân mặc áo giáp trên người tỏa ra một luồng linh khí lớn hắn đầy kiêu ngạo nói một đám ngu xuẩn nếu như đã là thử thách mà thiên hải tôn giả để lại đương nhiên cũng bao gồm thử thách lòng gan dạ rồi một chút nguy hiểm đã bị dọa thành như vậy rồi có tư cách gì mà lấy được truyền thừa của thiên hải tôn giả chứ người đó cầm vũ khí trên tay hướng quái thú hét lên xúc sinh quỳ xuống ngay sau đó xét một tiếng quái thú trước mặt hắn ta sẽ tan lớp ra trước mặt trong con mắt khinh hoàng của người tu sĩ quái thú từ một đầu biến thành rất nhiều đầu chúng có đôi mắt đỏ lừ hướng về hắn ta mà há to miệng lúc nào cũng có thể nuốt hắn vào bụng đám tu sĩ phía sau định xông lên nhưng nhìn thấy quái thú mạnh như vậy liền sợ hãi mà lùi bước đây là làm thật sao ngay lúc quái thú định nuốt hết đám tu sĩ trước mặt một tu sĩ mặc áo choàng đứng ra ngăn chặn ở trước mặt quái thú tay người đó đặt xuống dưới đất tỏa ra một luồng linh lực lớn xung quanh quái thú xuất hiện các tấm lưới linh lực bao phủ hoàn toàn quái thú ở bên trong phong ấn tầng ba các vách lưới linh lực từ từ thu nhỏ lại bao vây quái thú làm cho nó bị ép chặt trong không gian kín dầm một tiếng quái thú bên trong hộp lưới không thể di chuyển được nữa ngã gục xuống đất thất bại thảm hại người tu sĩ vui vẻ hô lên ta đã thành công rồi triệu trưởng lão choàng áo đen gật đầu nói thông qua ngươi có thể đi về tầng thứ ba rồi rất nhanh sau đó có rất nhiều tu sĩ đã hàng phục được con yêu thú lấy được cơ hội lên được tầng thứ ba của quỳnh lâu có người tu sĩ dũng xét để chế ngự đúng chính là như vậy liên tiếp là những âm thanh của mọi người quỳ xuống ngoan thật lưới phục linh thu chỉ cần thuần phục ma thú là có thể lên được tầng thứ ba đến lượt cổ huyền trần trước mặt yêu thú hung hãn vô cùng cổ huyền trần nhẹ nhàng đưa kiếm ra chĩa thẳng vào nó cổ huyền trần đầy tự tin nói đến đây đi nhưng bất ngờ thay yêu thú hung hãn lúc đầu bây giờ như con mèo vậy nó quỳ xuống trước mặt cổ huyền trần má thuần phục cổ huyền trần cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này đôi mắt chừng lớn nhìn qua đám người bên cạnh còn cảm thấy khó tin hơn quái thú mạnh như vậy mà lại thuần phục cổ huyền trần bọn họ thi nhau bàn tán sôi nổi thần phục đây rốt cuộc là làm sao người đó vẫn chưa ra tay ma thú đã trực tiếp thần phục rồi đúng là kỳ lạ thật chứ ngay tại lúc này trước mặt cổ huyền trần xuất hiện một giọt màu nhỏ nhìn giọt máu trước mặt cổ huyền trần khóe miệng nhếch lên đó là thú khế sau khi ký khế ước cho dù là ma thú mạnh cỡ nào một suy nghĩ của chủ nhân đều có thể chỉ đạo sống chết của nó bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ mà tặng cho bổn tọa một con ma thu khổ hải cảnh cổ huyền trần sau khi quan sát qua một lượt rất nhanh liền nhận ra điều đặc biệt trong tinh huyết này rõ ràng có che giấu một cấm chế không dễ phát giác được ngón tay của cổ huyền trần khẽ động một luồng linh khí khó thấy được hiện ra cổ huyền trần lẩm bẩm nói bí pháp trong đầu cổ huyền trần lúc này xuất hiện một không gian lớn đó chính là ký ức một khi ký khế ước cấm chế sẽ thông qua lực tinh thần để bắt được hơi thở trong đầu của bản thân cổ huyền trần lúc này đang dùng bí pháp để tái tạo ký ức của bản thân để người sử dụng cấm chế kia nhìn thấy được những ký ức tái tạo này cổ huyền trần liền dùng bí pháp để nặn lại ý niệm sửa thành một ký ức mới và trong ký ức mà huyền trần dùng bí pháp để nặn lại không có ký ức về thanh vân đại lục sau đó cổ huyền trần hình thành khế ước với ma thú ngay lập tức có gì đó xâm nhập vào trong người của anh trong bóng tối kẻ sắp đặt thú khế đeo mặt nạ đang quan sát ký ức của cổ huyền trần thông qua một tấm gương pháp thuật gì đó tên thuộc hạ áo tím đứng sau liền hỏi chủ nhân là hắn sao nghe xong tên cầm đầu bèn nói tiểu tử này quả thật từ đầu đến cuối đều không chịu phải sự ăn mòn của pháp tắc của quy luật ma đạo nhưng mà vừa nãy thông qua thú khế ta đã đọc được ký ức của hắn hắn quả thật không phải là thánh tử của hạo thiên thánh vương năm đó tên thuộc hạ đeo mặt nạ phía sau bèn nói chủ nhân thật ra căn bản không cần phải phiền phức như vậy chúng ta chỉ cần bắt hắn lại cha hỏi hắn không phải là được sao tên đeo mặt nạ chủ mưu quay lại tức giận dữ quát đồ ngu xuẩn ngươi biết gì mà nói nếu như cấm chế thánh vương trên người của hắn mở ra chúng ta cũng không lấy được gì cả tên thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống đất cúi đầu run rẩy thưa là thuộc hạ ngu xuẩn đoạn tên đeo mặt nạ cầm đầu nói như ra lệnh nếu như hắn đã đến từ thiên trận tông đi điều tra thử trong ngoài quỳnh lâu có đệ tử của thiên trận tông không hoặc là người đi cùng có ai quen hắn không đưa qua đây tên thuộc hạ cúi đầu tuân mệnh vâng tên đeo mặt nạ ngồi trên ghế băn khoăn tự hỏi lẽ nào hắn lại biết được ý đồ của mình vì vậy đã hư cấu lại một đoạn ký ức nếu như vậy tên tiểu tử này không hề đơn giản chút nào chuyển cảnh tại tầng 3 Quỳnh Lâu, một đám người đã tiến vào tầng 3 trợn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bức tượng một con mãnh thú rất to lớn, bọn họ hốt hoảng hốt lên, đây chính là tầng 3 sao? Cổ Huyền Trần đứng đó vẫn đang thăm dò, chợt con mãnh thú phát ra tiếng nói, có thể đi đến đây, chứng tỏ các ngươi có duyên với bổn tọa, các ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của bổn tọa hay không? Cả đám người phía dưới rất lấy làm phấn khích trừ một Huyền Trần, một kẻ vui mừng nói, lẽ nào đây chính là truyền thừa của Thiên Hải Tôn giả? Một kẻ khác vội vã bày tỏ, ta bằng lòng ta bằng lòng ngay sau đó con mãnh thú ra lệnh cho đám người đang phấn khích đó ngồi thiền tĩnh tâm tiếp nhận truyền thừa đi, cùng lúc đó nó giơ tay lên phát ra một luồng hắc khí đen ngòm đẩy thẳng về phía bọn người phía dưới khiến họ giơ tay ôm mặt, kêu lên đau đớn, nhìn luồng hắc khí đang xông về phía mình, Cổ Huyền Trần nghĩ, khí đen này là muốn mượn cơ thể của nó ăn mòn người, từ đó đi vào khống chế thần hồn của người khác sao? Cổ Huyền Trần bèn vẫn công lực, hội tụ linh khí ở đầu ngón tay, thực hiện kết ấn, thi triển pháp trận nghĩ, bổn tọa đoán không sai. Khí đen và sức mạnh quy luật này có điểm giống nhau, Huyền Trần bèn ngưng tụ linh khí ở đầu ngón tay lóe lên ý nghĩ, nếu như không muốn bị khống chế thì phải luyện hóa thành sức mạnh của bản thân, sau đó Huyền Trần vừa thi triển trận pháp vừa nghĩ, phải rút khí đen bị ăn mòn từ trong sức mạnh quy luật, sau đó luyện hóa, rồi đặt ở góc bí mật của đan điền, nghĩ là làm Huyền Trần nhanh chóng vận khí hút tất cả luồng hắc khí vào trong cơ thể của mình. Tên thuộc hạ đeo mặt nạ áo tím đang quan sát Huyền Trần qua chiếc gương pháp thuật thấy thế quay lại báo cáo với tên cầm đầu, Tôn Thượng, nếu như hắn là thánh tử, nhất định sẽ bài xích quy luật ma đạo có thiên nhiên, nhưng hiện tại quy luật ma đạo này lại không ngừng đi vào trong cơ thể của hắn đúng là kỳ lạ thật tên đeo mặt nạ chủ mưu sau khi quan sát cũng lấy làm khó hiểu lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi chợt phía ngoài vang lên tiếng của một tên thuộc hạ chủ nhân đã bắt được đệ tử của thiên trận tông rồi các đệ tử của thiên trận tông bị giải vào phía trong ai đấy cũng bị trói bằng dây xích phẫn nộ nói các người muốn làm cái gì hả sau đó chỉ thấy tên cầm đầu đặt tay lên đầu hai đệ tử thiên trận tông thi triển siêu hồn đại pháp khiến họ kêu lên đau đớn cùng lúc đó vô số ký ức về cổ huyền trần liền hiện ra nhìn dòng ký ức ấy tên đeo mặt nạ cầm đầu nghĩ người này quả thật là đến từ thiên trận tông không sai chỉ là để an toàn cần phải thăm dò thêm một chút còn đệ tử của thiên trận tông dưới ngón đòn siêu hồn đại pháp chỉ biết gào thét đau đớn rồi về gặp tổ tiên chuyển cảnh ở tầng 4 quỳnh lâu sau khi vượt qua tầng 3 chỉ còn lại vài ba người đến được tầng 4 quỳnh lâu lý thấm nhi ngước lên trên kêu thất thanh các người nhìn kìa lý Tầm cũng nhìn lên vui mừng nói chúng ta thông qua thí luyện rồi sao cả đám tiến về phía trước thấy có một người đang ngồi ở đó ở đó có một người ngủ say hình như hắn bị thương rất nặng cổ huyền trần nhìn người đàn ông đang cúi mặt trên ghế tay chân đều bị khóa bằng xích sắt kiên cố vững chắc thân thể đầy thương tích mà cảm giác vô cùng thân quen kỳ lạ mặc dù chưa bao giờ gặp qua người này nhưng ở trên người của hắn lại có một cảm giác thân thiết từ trước đến nay chưa từng có bao giờ cùng lúc đó bất chợt có tiếng nói vang lên kiểm tra lần cuối cùng xem các ngươi ai có thể trị thương được cho ta lý tẩm thấy vậy bán tín bán nghi nói cứu hắn đây là dự định kiểm tra trình độ đan đạo của chúng ta sao mặc dù thiên phú võ đạo của bản thân ta bất phàm nhưng về đan đạo lại không thông suốt cổ huyên trần tiến lại gần người đàn ông bị thương kiểm tra cổ huyền đưa tay về phái hắn bắt mạch ngay lập tức người đàn ông bị thương mở to mắt phản ứng cổ huyền trần cũng ngạc nhiên không kém đây là tên chủ mưu đeo mặt nạ qua tấm gương pháp thuật vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của huyền trần thấy huyền trần bắt mạch mà người đàn ông bị thương tỉnh lại hắn thấy thật kỳ lạ cơ thể của hắn lại sản sinh ra cảm ứng với tên tiểu tử này hắn bèn thi triển pháp lực bí ẩn gì đó ngay lập tức hai người đi theo bên cạnh cổ huyền trần liền bị khống chế tính thần ánh mắt tà ác nói giết hắn cả hai lao lên sông về phía cổ huyền đầy sát khí huyền trần quay người lại ngạc nhiên quát các ngươi đây là có ý gì cả hai người khi nãy đi theo cổ huyền trần giờ tâm trí bị mê hoặc nên dồn hết công lực lao vào cổ huyền trần như điên loạn lúc đó cổ huyền trần chợt nghĩ xem ra đây mới là kiểm tra thực sự nhìn hai người điên bọn họ tung trưởng về phía mình huyền trần nhận thấy công kích của hai người này bao hàm một chút khí đen nếu như trong phản kích của bổn tọa không có khí đen trong chớp mắt sẽ bị phá vỡ tìm ra cách khống chế hiệu quả huyền trần không chút sợ hãi mà cảm thấy đắc ý nghĩ thú vị thế thì đến đây đi xung quanh cổ huyền trần tỏa ra một lớp khí dày đặc để xem các ngươi có đủ tư cách làm đối thủ của bổn tọa hay không ở một nơi nào đó tên chủ mưu áo đen quan sát không bỏ sót một chi tiết nào về huyền trần hắn thấy huyền trần tung ra một luồng khí đen thì kinh ngạc vô cùng đây là ma thần quyết sao hai tên điên bị khống chế vẫn điên cuồng lao tới cổ huyền trần lấy đà nhảy lên cao tung về phía chúng một luồng hắc khí mạnh như sóng thần trường đó của huyền đã khiến cho hai tên điên kia bị trọng thương buông lơi vũ khí ngã lộn nhào về phía sau bại trận thê thảm ngay lập tức cổ huyền trần giơ tay lên dùng linh lực hút hết ma khí trong cơ thể của bọn họ nhìn qua gương ma pháp tên đeo mặt nạ cầm đầu thất kinh làm nhảm hắn đã đem ma đạo pháp hấp thu hết rồi trong lúc tên cầm đầu đeo mặt nạ còn đang ngơ ngác cổ huyền trần đã xuất hiện phái sau chĩa lưỡi kiếm sắc lạnh vào cổ hắn và giận dữ hỏi người dụ bổn tọa đến đây chính là ngươi đúng không tên đeo mặt nạ chủ mưu khi đó hồn siêu phách tán nhưng rồi hắn nhanh tay liền hất thanh kiếm của cổ huyền trần ra rồi tung một trưởng đánh thẳng vào người cổ huyền nhưng ngón đòn của hắn sao làm khó được huyền trần huyền trần thân thủ phi phàm né qua một bên không hề hấn gì tên đeo mặt nạ cầm đầu đúng là lật mặt nhanh hơn người yêu cũ mới trước đó đánh lén cổ huyền trần mà phút sau đã quay xe cúi xuống thi lễ trước mặt anh hắn nói thiên hải bái kiến ma thần sứ giả huyền trần tay vẫn cầm kiếm ngạc nhiên vô cùng hỏi lại hắn sứ giả ma thần bấy giờ tên đeo mặt nạ chủ mưu mới ngước lên thưa ngươi có thể lấy được ma thần quyết của truyền thừa ma thần ngươi chính là sứ giả do ma thần phái đến lúc này não của huyền trần như sự nhớ điều gì quay lại hỏi vừa này ngươi nói ngươi tên là thiên hải lẽ nào ngươi chính là thiên hải tôn giả của năm đó hỏi thế nhưng trong lòng huyền trần đầy nghi hoặc không hiểu, bổn tọa chỉ dựa vào lĩnh ngộ sức mạnh của bản thân, thử luyện hóa pháp tắc ma đạo, sao lại bị hiểu lầm thành sứ giả ma thần vậy ta? Lúc bấy giờ Thiên Hải cũng từ từ gỡ mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt chằng chịt những sẹo trông rất quỷ dị. Nói: "Không sai, ta chính là Thiên Hải tôn giả trong miệng của người đời." Cổ Huyền Trần lại hỏi tiếp hắn: "Ngươi dụ bổn tọa đến đây là có mục đích gì?" Thiên Hải, chắc do ý thức được nhân sắc hạn chế của mình nên đưa tay đeo mặt nạ lên và kể lại với Cổ Huyền Trần. Năm đó, ma thần đại nhân biết được Hạo Thiên Thánh Vương đem truyền thừa cho thánh tử nhưng không biết một vị trong đó hay còn có rất nhiều vị cho nên người đặt ra cục này để ta tu luyện thiên đạo đi vào thế giới linh tu sau khi có được danh tiếng thì để lại di tích đoạn thiên hải tiếp tục nói nhưng bởi vì quy luật thiên đạo trong cơ thể của ta xung kích với pháp tắc của ma đạo nên đã trở thành bộ dạng như bây giờ ta mai phục ở đây tìm thánh tử chính là vì hoàn thành ủy thác của ma thần đại nhân không ngờ lại đợi đến vị sứ giả ma thần ngươi nếu như ngươi đã lĩnh ngộ được ma thần quyết vậy nhất định là người được ma thần chọn chúng có thể giúp ma tộc của ta hoàn thành thống nhất đại nghiệp sau khi nghe thiên hải tôn giả nói xong cổ huyền trần hỏi lại hắn vậy ý của ngươi là bổn tọa bây giờ cũng được xem là ma tộc rồi phải không thiên hải tôn giả đột nhiên cười lớn cái gì gọi là chính cái gì gọi là ma sống là vì người chỉ là phương hướng tu luyện không giống nhau mà thôi vì theo đuổi sức mạnh mà sử dụng một vài thủ đoạn cực đoan thì có gì là sai trái cơ chứ đoạn hắn thi triển pháp thuật nhà lao hiện ra hắn chỉ tay về phía nhà lao nói những cái gọi là người chính đạo kia bọn họ tu luyện pháp tắc thiên đạo nhưng đen tối trong nội tâm của bọn họ so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu lẽ nào bọn họ không phải là ma sao thiên hải tôn giả để cho huyền trần nhìn thấy ma đạo trong những con người tự xưng là chính đạo ngay lập tức cảnh người cha đè người con xuống vừa bóp cổ vừa nghiến răng nói thiên hải tôn giả nói nhà lao này chỉ có một người có thể ra ngoài người con kêu lên đau đớn cha sao cha có thể làm thế với con sau đó thiên hải tôn giả giơ tay thu pháp thuật về cảnh nhà lao cũng biến mất hắn nói tiếp với cổ huyền trần cho dù tu luyện công quyết gì chỉ cần một lòng hướng thiện cho dù là chính đạo nếu tâm tà ác cũng cũng sẽ rơi vào ma đạo thiên đạo thì thế nào ma đạo thì đã ra sao muốn giữ được kiên trì trong tâm thì phải sở hữu đủ sức mạnh nếu không tất cả chỉ là nói xuông ma công chính là phương pháp nhanh lấy được sức mạnh huyền trần nghe xong những lời đó thì khí nộ sung thiên tức giận giơ tay ra bóc cổ thiên hải tôn giả và nói lúc nào đến lượt ngươi dạy dỗ bổn tọa chứ bất ngờ trên đan điền của huyền trần bay ra một viên hình tròn màu tím thiên hải nhìn thấy thế vội thốt lên đây là hạt giống của ma đạo hắn liền vội vã quỳ uống trước mặt cổ huyền trần là thuộc hạ đang nghi rồi xin sứ giả đại nhân hãy cùng ta quay về ma cung chủ trì đại cục cổ huyền trần nói lần sau còn dám thăm dò thân phận của bổn tọa sẽ không dễ dàng tha cho ngươi như vậy đâu cổ huyền trần cầm lấy viên màu tím kia đặt trước ngực mà nội tâm không ngừng sao động hồ ly này vừa nãy lại thử mê hoặc bổn toa khiến bổn tọa suýt chút nữa là rơi vào ma đạo rồi không thể tự thoát ra được xem ra ma cung này có liên quan đến thân thế của bổn tọa bắt buộc phải đi rồi thiên hải sau đó dẫn huyền trần đến tầng năm của thiên hải quỳnh lâu đó là một nơi vô cùng tăm tối thiên hải nói sứ giả những người này đều là chúng ta lấy thiên hải quỳnh lâu làm mồi nhử để bắt vào tầng thứ ba có thể cung cấp cho ngài trực tiếp hấp thu công lực của bọn họ ở quỳnh lâu tầng nắm có các lồng giam rất kiên cố bên trong chật kín người ai cũng bị xiềng xích trông rất đáng thương nhìn thấy cổ huyền trần và tôn giả họ đều van xin cứu ta với cầu xin ngươi thả ta ra ngoài cứu ta ra ngoài cổ huyền trần thấy thế phất tay ra lệnh cho thiên hải thả hết đi thiên hải hỏi lại thả sao huyền trần nói những người này quá thấp kém nếu như hấp thu chỉ ảnh hưởng đến căn cơ của bổn tọa thiên hải nghe xong liền đáp ngược lại là ta suy nghĩ không chú đáo rồi đợi đến ma vực nhất định phải dâng lên ma lệ cấp cao nuôi dưỡng cho sứ giả hưởng thụ nghe xong cổ huyên trần liền hỏi lúc nào chúng ta mới xuất phát đi ma vực thiên hải tôn giả nghe thế bèn giơ tay chỉ về phía trước khẳng định không vội mặc dù lần này chúng ta không bắt được thánh tử nhưng cũng có được thu hoạch ngoài bất ngờ theo chỗ hắn vừa trỏ tay mở ra một căn phòng giam có một nữ tử nằm trong đó đoạn hắn quay sang nói với cổ huyền trần chúng ta bắt được thánh nữ con nữ tử bị xiềng xích cả tay chân vẫn nằm bất động trên sàn đá lạnh cổ huyên trần nhìn nữ tử hỏi thiên hải ngươi nói cô ta là thánh nữ con gái của hạo thiên thánh vương sao thiên hải đi đến chỗ nữ tử lôi cổ cô ta dậy ánh mắt lộ rõ sự hiểm ác nói không sai cô ta bẩm sinh bài xích với pháp tắc của ma đạo nhất định là thánh nữ không sai đoạn hắn lại giơ tay cậy miệng của nữ tử nói tiếp nếu như có thể thông qua miệng của thánh tử và thánh nữ nắm giữ được bí mật năm đó trước khi thánh vương lâm trung qua đời thì có thể sở hữu được sức mạnh thống trị thánh vực đến lúc đó thì không chỉ trở thành người đứng nhất của thánh vực đơn giản như vậy nữa có lẽ đó là có thể đứng ở tầng tự cao hơn một tầng tự tu luyện được xưng là thần nói xong thiên hải phũ phàng buông tay đẩy nữ tử ngã nhào xuống nền đá nói tiếp chỉ đáng tiếc nữ nhân này tự nhận bản thân là thánh nữ một bên thì lại không khai cái gì khác cho nên chỉ có thể chịu hình phạt bỗng có một tên thuộc hạ đeo mặt nạ ở đâu chạy vào cấp báo với thiên hải tôn thượng không hay rồi thánh tử kia xảy ra chuyện rồi thánh tử ấy chính là người đàn ông ngồi trên ghế mà trước đó cổ huyền trần đã bắt mạch và cảm thấy vô cùng thân quen lúc này hắn đang sản sinh ra một hỏa lượng vô cùng mạnh phải có mấy tên thuộc hạ của thiên hải tôn giả đứng đó áp chế lại nhanh áp chế hắn lại cổ huyền trần tới trước mặt người đàn ông bị trói mà hỏa lượng đang bùng cháy bừng bừng thẩm mỹ thì ra đây chính là thánh tử Trả trách mới gặp mặt đã có cảm giác quen thuộc thiên hải lúc đó lấy ra một viên đan dược màu tím định cho thánh tử kia uống và nói xem ra trước đây vì để ép cung hành hạ hắn đến mức có hơi hung dữ xảy ra một vài tác dụng phụ thay thế cổ huyền trần giơ tay ngăn thiên hải lại tình hình bây giờ của hắn không thích hợp sử dụng ma đan đâu thiên hải lấy làm khó hiểu cổ huyền trần ôn tồn giải thích mặc dù viên ma đạn này của ngươi tạm thời có thể khống chế được vết thương trong cơ thể của hắn nhưng cũng sẽ làm tổn thất đến căn cơ của hắn đến cuối cùng cho dù có thể giữ được tính mạng của hắn chỉ sợ không thể mở miệng nói chuyện nữa vậy đối với chúng ta mà nói cái này có khác biệt gì là chết chứ thiên hải nghe xong thấy cũng có lý bèn cất tiếng hỏi lại cổ Huyền Trần theo như ý kiến của sứ giả thì nên làm thế nào ạ? À? Cổ Huyền Trần không đáp ngay mà thi triển kết giới một luồng ánh sáng màu vàng đánh thẳng vào cổ của Thánh Tử đang bị xiềng xích trước mặt. Thân thể Thánh Tử kia ngay lập tức được bao bọc trong một luồng ánh sáng màu vàng. Thiên Hải vẫn không hiểu hành động của cổ Huyền Trần khi ấy. Cổ Huyền Trần giải thích: chị hắn phải dựa vào Thiên Đạo Pháp Tắc. Bản thân tu luyện là Thiên Đạo Pháp Tắc, cứu hắn đương nhiên cũng phải dùng cái này. Huyền Trần đưa tay lên miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn, tiếc nuối. Chỉ đáng tiếc gần đây bổn tọa tu luyện Ma Thần Quyết, nhiều lực pháp tắc đã bị đồng hóa rồi xem ra không thể triệt để trị tận gốc cho hắn thiên hải bị thao túng tâm lý tin sái sại nếu như muốn biết bí mật của thánh vương xem ra chỉ có uất ức cho sứ giả ma thần tạm thời ngừng tu luyện ma thần quyết trước tiên tu luyện được lực pháp tắc để cứu hắn tỉnh lại tương lai đem lực thiên đạo chuyển hóa thành lực ma đạo sứ giả thấy thế nào ạ à? nghe xong cổ huyền trần làm ra vẻ thấu hiểu bèn nghiêm nghị bảo nếu như ngươi đã thành tâm thành ý cầu xin bổn tọa như vậy bổn tọa sẽ miễn cưỡng đồng ý với ngươi thiên hải thấy huyền trần đã đồng ý thì ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ người đâu thánh thạch nghìn năm tích lũy ở trong quỳnh lâu tất cả đều lấy ra đây hết cung cấp cho sứ giả sử dụng cổ huyền như mở cờ trong bụng như vậy bổn tọa không từ chối được rồi sau đó huyền trần được đưa vào phòng riêng cùng với thánh tử kia cổ huyền trần thi triển trận pháp tạo ra một pháp trận cách âm đoạn ngồi xuống bên cạnh thánh tử đang bị thương nói nói chuyện đi bổn tọa thêm hai đạo cấm chế không ai nghe thấy được đâu thánh tử kia nghe xong liền mở mắt ra không ngờ lại gặp nhau bằng cách như vậy đệ đệ của ta huyền trần nhìn thánh tử thẳng thắn hỏi bổn tọa muốn biết tất cả sự thật thánh tử u sầu nói ta biết thật ra cũng không nhiều hơn người người đời đều biết trước khi phụ vương lâm trung đã đem bí mật truyền lại cho chúng ta trên thực tế không phải là như vậy thánh tử lại nói tiếp chuyện duy nhất ta biết được năm đó phụ vương đánh vào trong thần hồn của chúng ta ngoại trừ áo nghĩa thiên đạo đơn thuần nhất lực huyết mạch là mấu chốt nhất nghe xong cổ huyền trần bèn nhớ lại lực huyết mạch ngược lại là giống như người áo dài đen ban đầu đã nói thánh tử kia vẫn tiếp tục giải thích áo nghĩa của thiên đạo pháp tắc có thể lấy trộm nhưng lực huyết mạch lại tồn tại theo linh hồn cho nên căn bản không thể tranh đoạt được dựa vào lực huyết mạch giữa huynh đệ chúng ta không chỉ có thể cảm ứng nhau quan trọng là tồn tại có lực huyết mạch cho tu luyện thiên đạo hay là ma đạo thậm chí là yêu tu công quyết cuối cùng chúng ta đều có thể chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân trong khi huyền trần vẫn cảm thấy mơ hồ thì vị thánh tử kia trở mình khó nhọc tiếp tục giải thích nếu như không phải năm đó ngông cuồng ta cũng không cần phải chịu hành hạ của ma tộc ta của bây giờ đã không thể đăng lên đỉnh cao của thiên đạo nếu người không ngại bây giờ ta sẽ đem pháp tắc thiên đạo thuộc về mình truyền lại cho ngươi để cảm ngươi đã cứu ta ra khỏi trong tay ma tộc huyền trần ngạc nhiên hỏi lại pháp tắc thiên đạo thuộc về ngươi sao vị thánh tử kia cố nén đau chống tay gượng dậy nói với cổ huyền trần vừa nãy khi ngươi trị thương cho ta ta có thể cảm ứng được thiên đạo pháp tắc mà ngươi lĩnh ngộ không giống với ta sau khi phân tán có lẽ phụ vương đã đánh vào trong cơ thể của chúng ta cổ huyền trần vẫn thắc mắc hỏi bổn tọa từ khi sinh ra trên đan điền đã có một đạo phong ấn gây ra không thể tu luyện ngươi cũng có tình huống như vậy sao vị thánh tử lộ rõ vẻ kinh ngạc phong ấn trên người của ta chưa từng có phong ấn gì cả cổ huyền trần lúc đó chống cảm suy tư hắn ta không cần thiết phải nói dối với mình xem ra chuyện phong ấn còn có ẩn tình khác cần phải tiếp tục điều tra thêm vị thánh tử kia như nhớ ra điều gì đó bèn nói đúng rồi nếu như có khả năng ngươi cứu cô bé đó đi có lẽ cô ta cũng xem là cháu gái của người đó huyền trần ngạc nhiên hỏi lại lý thấm nhi là cháu gái của chúng ta sao thánh tử liền giải thích với huyền trần ta có thể cảm ứng được cộng hưởng huyết mạch yếu trên người của cô ta chứng tỏ trên người của cô ta sở hữu huyết mạch giống với ta ngươi không cảm nhận được là vì lực huyết mạch của cô ta quá yếu như vậy cũng chứng tỏ cô là cùng thế với chúng ta ta đoán rất có khả năng phụ thân của cô ta cũng là thánh tử đem phần lực huyết mạch này truyền thừa rồi cho nên nếu như có khả năng nể tình của người thân mà giúp đỡ cô ta cổ huyền trần bước ra cửa phòng còn ngoái lại nói ta biết rồi bổn tọa sẽ xử lý huyền trần lúc này nghĩ lại mới thấy trả trách ban đầu lý thấm nhi có thể cảm nhận được tồn tại của linh hải hơn nữa sau khi đi vào thiên hải quỳnh lâu cũng có thể khiến bản thân không chịu ảnh hưởng của lực ma đạo khi vừa bước ra ngoài cổ huyền trần đã thấy thiên hải đứng đợi ở đó vừa thấy huyền trần thiên hải nói thật ra sứ giả không cần phải gấp gáp tu luyện ma đạo lực bây giờ tốt nhất là nên bảo vệ tính mạng của hắn nhưng mà trong 15 phút ngắn ngủi hắn đột phá đến thông thiên cảnh trung kỳ rồi sao huyền trần bình tĩnh đáp bổn tọa chỉ cần đảm bảo tu luyện có thể chữa trị được lực thiên đạo của hắn là được rồi những cái khác vẫn nên tu luyện lực ma đạo để có hiệu quả cao hơn huyền trần nhớ lại lời của vị thánh tử kia nói và nhận thấy rằng quả nhiên như hắn đã nói lực huyết mạch có thể đem pháp tắc ma đạo triệt để chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân nếu như vậy ngược lại thuận tiện để bổn tọa điều tra làm việc ở trong ma tộc nghe xong những lời nói của huyền trần thiên hải bành cảm thán như vậy ngược lại cũng đúng thế gian này không có gì thăng cấp sức mạnh nhanh khi tu luyện ma đạo nhưng trong bụng hắn nghĩ thầm xem ra cho dù là ma thần sứ giả cũng không thể chống lại được sự cám dỗ của cấp tốc song hắn bèn quay lại nói với cổ huyền trần đi theo ta có một vài người không đợi được muốn gặp ngươi rồi nghe xong cổ huyền trần lấy làm thắc mắc nhưng vẫn đi theo hắn nơi mà thiên hải dẫn huyền trần đến chính là đại điện của ma thần không khí ở đây vô cùng âm u hắc khí bao trùm ở phía trên cùng có một người hình hài quái dị ngồi đó phía dưới thấp hơn có rất nhiều ma tôn trầu trực xung quanh thiên hải tôn giả ngước lên kính cẩn thưa các vị ma tôn ta đã đưa người đến đây rồi huyền trần vẫn chăm chú quan sát tình hình người có hình hài quái dị ngồi trên điện cao nói vọng xuống thiên hải tôn giả ngươi đừng có tùy tiện kiếm đại một người thì nói hắn lấy được truyền thừa của ma thần đại nhân chúng ta một tên ma tôn khác mặt mũi nanh ác như quỷ dã xoa chân đeo rất nhiều đầu lâu hắn chính là độc giác ma tôn cũng buông lời đe dọa nếu như dám lừa chúng ta ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy bách nhãn ma tôn kế bên liền phụ họa độc giác ma tôn ta thấy ngươi đừng có phí lời nữa có phải lấy được truyền thừa của ma thần đại nhân hay không bản thân thử không phải là biết rồi sao ngay lập tức miệng hắn bèn phun ra đám lầy nhầy màu trắng như ngoằn ngoèo bao bọc lấy cổ huyền trần cổ huyền trần nhắm mắt có chút khó chịu một luồng khí đen khác tỏa ra bao bọc lấy huyền trần đẩy lùi những sợi dây thường ngoằn nghèo của tên bách nhãn ma tôn kia tên ma tôn này thất kinh thốt lên cái gì cổ huyền với trần ánh mắt đầy coi thường tung ra một luồng khí đen hình ống bóp chặt lấy tên bách nhãn ma tôn kia chỉ trong phút mốt hắn đã nằm trong gọn trong tay của huyền trần hắn kêu lên đau đớn cổ huyền trần lộ ra sắc khí trong ánh mắt buông lời tức giận lắm lời thật những tên ma tôn ngồi đó mắt tròn mắt dẹt hồn phách lưu siêu kinh hãi bởi chúng nhận ra đây chính là ma thần quyết cổ huyền trần liền quang tên bách nhãn ma tôn ra xa khiến hắn ta nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự khi đó cổ huyền trần hướng về mấy tên ma tôn và hỏi một cách đầy cao ngạo bổn tọa sứ giả ma thần này các vị còn nghi ngờ gì nữa không cùng lúc tay lưu chuyển một luồn hắc khí ánh mắt sắc lạnh vô cùng trong đại điện của ma thần cổ huyền trần sau khi chứng minh mình chính là người được truyền thừa của ma thần các ma tôn ai nấy đều sợ hãi không còn dám tỏ thái độ thăm dò hay gì nữa vội vàng khép nép kính cẩn với cổ huyền trần không nghi ngờ Sứ giả đại nhân, một tên ma tôn quan sát cổ Huyền Trần thẩm nghĩ hơi thở của người này mặc dù yếu, nhưng tinh thần của ma đạo đều không thể so sánh với người ngồi ở đây. Thấy các ma tôn đều đã kiểm chứng và không còn hoài nghi gì nữa về sứ giả ma thần mà mình đã đưa về, Thiên Hải lập tức đòi công lao. Cho dù ma thần sứ giả do bổn tọa tìm được, theo lời giao ước của ma tộc, sứ giả có thể đem ma thần quyết truyền dạy cho ta. Các vị có ý kiến gì khác không? Các ma tôn khác đều câm nín, không dám dám làm trái giao ước trước đó, mặc dù rất không cam tâm, tức giận lại để hắn kiếp trước một bước rồi. Cổ Huyền Trần nghe vậy thì ngạc nhiên vì trước giờ không hề hay biết điều đó, liền quay sang trách hỏi: "Hửm, Thiên Hải, ngươi ngược lại chưa bao giờ nói cho bổn tọa biết lời giao ước này." Cổ Huyền Trần còn thầm nghĩ là Thiên Hải dùng mình để đem lại điều tốt cho hắn, nhìn tình hình này, Thiên Hải này dự định lợi dụng mình để khống chế các ma tôn khác. Thiên Hải vội vàng cúi đầu giải thích với Cổ Huyền Trần để tránh hiểu lầm. Sứ giả bớt giận: "Đây là quy tắc ma thần đại nhân đã đặt ra, một mặt có thể thưởng cho công thần có công, mặt còn lại cũng có thể làm lớn mạnh thực lực của ma tôn, vẫn hy vọng sứ giả rộng rãi dạy bảo, thiên hải nhất định sẽ không phụ lòng ủy thác của ma thần đại nhân cùng sứ giả cộng hưởng uy danh của ma tộc ta cổ huyền trần nghe vậy thì không hề muốn làm theo quy tắc của ma thần trước đó mà đã đưa ra một quyết định bất ngờ nếu như làm lớn mạnh thực lực của ma tộc vậy bổn tọa sẽ đem ma thần quyết truyền dạy cho các vị ở đây cùng nhau tù luyện các ma tôn nghe vậy ngạc nhiên cái gì muốn đem ma thần quyết truyền dạy cho chúng ta sao thiên hải thì lại có phản ứng không đồng tình với quyết định của cổ huyền trần lên tiếng nhắc nhở chờ đã sứ giả chuyện này không hợp với quy tắc cổ huyền trần đưa ra những lý lẽ không thể thuyết phục hơn bây giờ ma tộc yếu thế lần này mới nâng cao thực lực trong khoảng thời gian ngắn là cách nhanh nhất để làm ma tộc hương thịnh rồi quay sang nhìn thái độ của thiên hải sao thế thiên hải tôn giả lẽ nào không muốn nhìn thấy ma tộc quật khởi xưng bá ở thánh vực lần nữa sao thiên hải quỳ xuống không dám có bất kỳ phản đối nào thiên hải không dám tất cả đều theo sắp xếp của sứ giả nghe vậy cổ huyền trần cũng không còn trách móc hay móng mỏ gì thêm ngươi biết thì tốt không ai có ý kiến gì nữa tất cả các ma tôn ngồi vào vị trí để cổ huyền trần truyền dạy ma thần quyết cổ huyền trần cầm cuốn sách ngoài mặt là nói truyền ma thần quyết nhưng thực tế lại không phải như vậy cổ huyền trần đương nhiên sẽ không đem công pháp nói thẳng ra mà là dựa vào hai phần lĩnh ngộ thiên đạo của truyền thừa thánh vương viết lại ma công cho dù là như vậy nơi tình diệu cũng nằm xa hiểu biết của các ma tôn đối với ma thần quyết hắn mượn danh là truyền dạy công pháp không chế thập đại ma tôn mà nhiều người trong ma tộc vì muốn sớm lĩnh ngộ được chân lý chỉ có thể nghe theo từ đó thuận tiện cổ huyền trần không chỉ nhanh chóng đột phá khổ hải cảnh sơn kỳ ở ma vực giống như là nơi không có người đi vào ra phía ngoài xa cổ huyền trần đang nói chuyện cùng lý thẩm nhi bổn tọa sẽ bảo người chăm lo cho nơi ở của ngươi nếu không muốn chết thì đừng nên manh động lý thẩm nhi đồng ý với sự sắp xếp của cổ huyền trần ta biết rồi ở một khung cảnh khác trong không gian mịt mờ thăng cấp cảnh giới cổ huyền trần đối với cảm chi của ma đạo lực càng lúc càng mạnh cổ huyền trần đang ngắm đứng nhìn về phía ngọn núi đỏ rực xa xa không khí u ám mây mù xám xịt cổ huyền trần thắc mắc hỏi đó là ngọn núi gì tên thuộc hạ bên cạnh cúi đầu trả lời bẩm ma sứ đại nhân đó là núi bắc vọng là nơi giao giới của ma tộc và loài người cổ huyền trần ngạc nhiên trong đầu nảy ra rất nhiều suy nghĩ nơi giao giới của ma tộc và loài người trong ma vực không phải ma đạo lực càng sâu thì càng dày đặc sao sao ngược lại khu vực gần loài người thì ma đạo lực sẽ mạnh hơn cảnh chuyển tới biên thành của núi bắc vọng không gian tăm tối xám xịt cây cối trơ trụi không có dấu hiệu của sự sống xác người bị thanh kiếm đâm nằm la liệt dưới những gốc cây thậm chí còn có cả những bộ hài cốt sâu bọ chui rúc bên trong trông vô cùng đáng sợ bỗng có một ai đó dám đặt chân đến nơi quỷ ma này không ai khác đó chính là cổ huyền trần đây chính là biên thành của núi bắc vọng trong khi cổ huyền trần đang mải miết quan sát bỗng có tiếng của ai đó cất lên vị ma huynh bên kia huynh cũng chuẩn bị đi phát tài ở núi bắc vọng sao cổ huyền trần quay lại nhìn ma kiệt thiếu niên ma tộc theo sau còn có đám thuộc hạ cùng tiến về phía cổ huyền trần vừa gặp ma kiệt đã đề xuất thương lượng với cổ huyền trần chúng ta cùng đi thế nào như vậy cũng có thể tiết kiệm được chút tiền lộ phí cổ huyền trần không hiểu ý của ma kiệt nói tiền lộ phí nghe giọng điệu của cổ huyền trần ma kiệt liền cười và không ngần ngại tiết lộ bí mật nơi núi bắc vọng cho cổ huyền trần vị ma huynh này là lần đầu tiên núi bắc vọng đúng không núi bắc vọng che giấu lượng lớn đồ quý giá dùng để tu luyện nhưng trên đường đi thì lại vô cùng nguy hiểm nếu như bản thân đi tìm kiếm ở trong rừng cơ bản sẽ một đi không về nhưng núi bắc vọng có một con đường an toàn bí mật mỗi một đoạn đường đều sẽ có mở một ma trận chỉ cần khảm đủ ma tinh thì có thể đi đường tắt để đi vào núi bắc vọng phát tài rồi sau một hồi nghe ma kiệt nói cổ huyền trần cũng hiểu ra tiền lộ phí mà ma kiệt nói thì ra là như vậy thế thì các ngươi đi trước dẫn đường nhưng có vẻ tên thuộc hạ nam đi cùng thiên hải lo sợ cổ huyền trần sẽ là gánh nặng cho họ mấy người thì thầm nhỏ to được được lão huynh này đến ngay cả góc ma hóa đều không có cách nào làm được lát nữa có khi nào sẽ làm liên lụy cho chúng ta không nữ thuộc hạ trách móc kìa ngươi cho rằng khắp nơi đều là thiên tài có huyết mạch bẩm sinh nhưng ma kiệt đại ca sao chúng ta chỉ là tìm một người góp đủ lộ phí mà thôi đừng kén chọn nữa thế là cổ huyền trần và đám người của ma kiệt cùng đi tốc độ của cổ huyền trần kiến cho ma kiệt và đám thuộc hạ mãi mới có thể nào theo kịp học học chờ đã ma kiệt mồ hôi đổ như mưa chạy theo cổ huyền trần và nói ma huynh không ngờ huynh mặc dù chỉ có khổ hải cảnh nhưng thân pháp lại lợi hại như vậy cổ huyền trần không thèm để ý tới lời của ma kiệt nói chỉ quan tâm đến việc mình cần làm đi được một lúc thì cổ huyền trần thấy một cánh cửa huyền bí bên này chính là con đường an toàn mà các ngươi nói sao cổ huyền trần và đám người của ma kiệt đứng trước cánh cửa huyền bí cổ huyền trần phá vỡ cánh cửa đưa mọi người vào sâu bên trong không khí u ám sơ xác những con chim con quạ bay khắp nơi ma kiệt giải thích với cổ huyền trần cái gọi là con đường an toàn chính là chúng ta và ma thú ngoại giới ngăn cách có thể đến nơi mà chúng ta muốn đi nhanh hơn nếu ma đầu đi bên cũng phải ngạc nhiên thật đấy ma thú đều không nhìn thấy chúng ta họ thong thả bước qua con quái vật khổng lồ mà không hề xảy ra điều gì cổ huyền trần và đám người ma kiệt dừng chân trước một cửa hang ma kiệt tiến lên trên và chạm tay vào ma tinh tiền tệ lưu thông của ma giới ngay lập tức cả cửa hang phát sáng ma kiệt rục rã mọi người mau đi thôi cửa tiếp theo cũng mở rồi bọn họ cùng bước vào phía trong khung cảnh cũng không kém phần đáng sợ cây cành trơ trụi xác sơ đến đây ma kiệt hướng dẫn cho mọi người đường lối và đã có ý định quay đầu chúng ta hãy ra ngoài từ chỗ này còn qua đó chính là lối vào của phần trung tâm với thực lực hiện tại của chúng ta đi vào đó sẽ rất nguy hiểm cổ huyền trần nghe vậy liền hiểu ý hỏi ma kiệt các ngươi dự định ra ngoài sao có vẻ như cổ huyền trần muốn đi vào sâu hơn nữa để tìm kiếm khám phá điều gì đó ở đây cách nơi bổn tọa muốn đi còn một đoạn trong thái độ của cổ huyền trần ma kiệt dường như cũng đã biết được ý định của anh vội nói ra những lời ham dọa để ngăn cản sao thế ngươi còn muốn tiếp tục đi sâu vào nữa sao là chán sống rồi ư ở đây còn đi về phía trước sẽ đối diện với rất nhiều nhóm ma thú cao dài đấy cổ huyền trần vẫn không có ý định từ bỏ việc mình muốn làm mặc kệ những lời khuyên ngăn của ma kiệt hai viên ma tinh này xem như là phần của bổn tọa hãy tạm biệt nhau ở đây đám người của ma kiệt nghe nói thế há hốc mùng kinh ngạc người đây là ma tinh cực phẩm ma kiệt chưa biết thân thế của cổ huyền trần nên không ngừng ngăn cản cổ huyền trần ma huynh hãy nghe một lời khuyên của ta đẳng cấp của ngươi đi vào đó chỉ có thể tìm cái chết mà thôi cổ huyền trần nhẹ nhàng vụt biến hình ánh sáng lóe lên làm cho bọn người kia trói hết cả mắt trong chớp mắt cổ huyền trần đã biến hóa ra một trang phục khác đám người của ma kiệt nhìn thấy thì biểu cảm không thể kinh ngạc bất ngờ hơn cái gì hắn lại có thể biến hóa ra ma giáp kìa cổ huyền trần tiến về phía trước và chạm tay khởi động ma tinh tiền tệ lưu thông của ma giới cánh cửa được mở ra cổ huyền trần vụt bay vào trong trước sự ngỡ ngàng của đám người ma kiệt tên thuộc hạ ma kiệt hoang mang hỏi kiệt ca chúng ta phải làm sao bây giờ ma kiệt quan sát cũng thấy được sức mạnh khủng khiếp của cổ huyền trần và có ý định muốn lợi dụng anh để làm giàu thực lực của người đó không tầm thường nói không chừng còn có thể đưa chúng ta đi phát tài đi theo xem thử thế nào thế rồi đám người ma kiệt cũng liều mình vào trong cùng cổ huyền trần bên trong lấp lánh những đồ quý giá khiến người ta không thể kiềm chế được cổ huyền trần giới thiệu với bọn họ các ngươi nhìn đi đây là đá ma vũ và quạng ma vân đám người của ma kiệt trông thấy vậy thì hai mắt sáng lên lấp lánh chạy đến ôm những món đồ quý giá đó còn đây chính là hoa ma liễm phát tài rồi trong khi những người khác đang chìm đắm trong tiền tài thì cổ huyền trần lại cảm nhận được điều gì đó không lành sắp diễn ra ma khí càng lúc càng dày đặc rồi quả nhiên không lâu sau đám thú vật từ đâu ùn ùn kéo tới làm cho mọi người hoảng sợ ma kiệt vội hét lên không ổn đây là nhóm ma thú đến rồi cổ huyền trần liếc mắt nhìn rồi mọi người đứng súng lại một chỗ bị đám ma thú vây quanh không còn cách nào khác chỉ đành hợp sức để đánh bại đám ma thú đó những con ma thú với hàm răng sắc nhọn miệng há to tấn công cổ huyền trần và đám người ma kiệt cổ huyền trần không chút lo sợ liên tiếp dùng pháp lực tiêu diệt ma thú dẫu thế nhưng những con ma thú không hề dừng lại khiến cho cổ huyền trần tức giận không chịu dừng lại đúng không một con ma thú khác không sợ lời đe dọa của cổ huyền trần nó lao lên mà gầm gào ánh mắt dữ tợn đỏ au liên tiếp những con ma thú khác cũng hung hãn mà nhào tới tấn công cổ huyền trần